Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 12. Sau hai tay của anh ấy co lại, rất nhanh, cái đầu kia đã sinh ra một sự biến hóa long trời lở đất, dần dần đã biến thành Tô Huyền Thiên rồi. Mặt mũi, giống y xì đúc. Lâu Đinh, Đồng Văn Thắng thấy thế, vội vàng cởi áo khoác của mình ra, bọc đầu của Tô Huyền Thiên lại, sau đó nói, ông chủ, cái đầu này giống thật quá, chắc sẽ không bị phát hiện ra đâu. Nhưng trong mắt của mọi người, thực lực của Tô Huyền Thiên rất cao cường, có thể chống lại một nửa địa tông, dựa vào thực lực của tôi, căn bản không thể giết được Tô Huyền Thiên, nếu như tông chủ hỏi đến, thì tôi nên trả lời sao ạ? Đồng Văn Thắng gượng cười. Cái này thì dễ. Tô Thương khẽ cười nói, cách giết người rất nhiều, không nhất quyết phải là đánh giết một cách quang minh chính đại, ông có thể nói, ông mở tiệc mời Tô Huyền Thiên đến. Rồi hạ độc trong thức ăn, chính chất độc đó đã giết chết Tô Huyền Thiên. Ý hay đấy. Mắt Đồng Văn Thắng sáng lên, sau đó nói, tam trưởng lão và tứ trưởng lão vừa bị cậu giết, Vô Ảnh Tông chắc chắn sẽ không phản ứng lại, tôi đây thì đến Vô Ảnh Tông đổi lấy Tuyết Liên, tránh sinh ra sự cố một lần nữa. Sau khi có được sự cho phép của Tô Thương, Đồng Văn Thắng liền ôm đầu Tô Huyền Thiên, lên, rồi lái xe rời đi. Tô Đại Thiếu Gia. Đồng Văn Thắng có đáng tin không, ông ta sẽ không khai ra cậu chứ? Quách Ý ở bên cạnh không nhịn được bèn hỏi. Không đâu. Tô Thương khẽ cười nói, trừ phi ông ta không muốn sống nữa. Mấy hôm trước, trưởng lão Cát Bình của Tông Vô Ảnh chủ động ra tay, muốn sát hại Tô Thần Binh. Từ đó trở đi, nhà họ Tô và Vô Ảnh Tông đã xác định không thể nào làm lành được nữa. Cho dù lần này Tô Thương không giết tứ trưởng lão, tam trưởng lão, thì Vô Ảnh Tông cũng sẽ ra tay với Tô Thương. Thà như vậy, chỉ bằng giết vài tên trưởng lão của Vô Ảnh Tông trước, thì sẽ khiến cho thực lực của đối phương suy yếu đi. Lần này cử Đồng Văn Thắng đến Vô Ảnh Tông, nếu như có thể lừa được Tuyết Liên 5.000 năm, vậy thì quá tốt rồi. Có được Tuyết Liên 5.000 năm này, Tô Thương càng tự tin, chí ít có thể đặt chân đến luyện khí tầng thứ 7, nếu may mắn, gặp được Tuyết Liên 5.000 năm được bảo toàn một cách nguyên vẹn. Thì cũng có thể đặt chân đến luyện khí tầng thứ 8. Đến lúc đó, đến được địa tông đỉnh phong rồi, thì anh ấy cũng không sợ gì hết. Tô Thương. Khi Tô Thương đang trầm ngâm suy nghĩ, thì giọng nói của Tô Thần Binh được truyền đến bên tai. Tô Thương ngẩng đầu lên nhìn vậy mà dì Phù đã dẫn cha và ông nội vào rồi. Ông nội, cha, sao hai người lại đến vậy? Tô Thương tươi cười chào hỏi. Đương nhiên là có chuyện rồi. Tô Thần Binh nhìn về phía Tô Thương, trách móc, tên nhóc con, có con gái khi nào, sao cũng không nói cho cha một tiếng, cha còn là cha của con không vậy? Con gái sao? Tô Thương bỗng khựng lại, sau đó nhìn dì Phù một cái, gượng cười, là dì nói với cha con phải không? Lâu Đinh! Đại Thiếu Gia, cậu nói cái gì, nói to lên chút, tôi không nghe thấy. Dì Phù bắt đầu giả câm giả điếc. Tôi nói... Có phải gì đem chuyện của Du Du, nói với cha tôi không? Tô Thương nhắc lại. Á, cái gì, Đại Thiếu Gia, sao cậu chỉ mở miệng, mà không nói ra thành tiếng thế? Dì Phu tức giận nói. Được rồi, dì về phòng nghỉ ngơi đi. Vâng Đại Thiếu Gia. Dì Phu nhận lời, sau đó cả người đều rất khỏe mạnh, chạy một mạch vào biệt thự. Tôi. Khuôn mặt của Tô Thương xám lại. Nhìn theo dì Phù đang bê đĩa rau thơm vào phòng khách, suýt thì chửi bậy. Con cái gì mà con, Tô Thương, cháu gái cha đâu, tan học rồi sao? Khuôn mặt Tô Thần Binh tràn đầy sự mong đợi liền hỏi. Thần Binh, con vẫn chưa hỏi đến vấn đề chính. Lúc này, Tô Kiền Khôn trầm mặc nhìn về phía Tô Thương, nói, Tô Thương, Du Du mà dì Phù nhắc đến, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, là con của cháu với ai? Tô Thương sờ mũi. Làm ra vẻ không biết nói, cháu nói nó là con của cháu khi nào chứ? Chuyện là thế này, Lý Nguyệt mở một lớp đào tạo vũ đạo, cô ấy. Im mồm đi, lừa cái gì lừa, cha đã xem ảnh rồi, đứa bé đó có vài nét giống con khi còn nhỏ, người ta hay nói con gái thì giống cha, không thể giả dối được. Tô Thần Binh cắt ngang lời trước, sau đó nói, hơn nữa đứa bé đó họ Tô, lúc nào cũng quấn lấy con cảm thấy còn giấu cha được chuyện này à? Được thôi. Tô Thương liền thành thật, khẽ cười nói, ban đầu con cũng không định giấu đâu, chỉ là con muốn tìm một cơ hội rồi mới nói với hai người, Du Du quả thực là con gái của con.
Ha ha! Tô Thần Binh vô cùng vui mừng nói, cha biết ngay mà, cha có cháu gái rồi, ha ha ha! Thần Binh, bình tĩnh một chút, kích động như vậy làm gì, không có phong độ gì hết. Tô Kiền Khôn bình tĩnh nói. Cha, con không thể kiềm chế được ạ, không ngờ rằng con đã là ông nội rồi, con. Tô Thần Binh đang nói, bỗng lúc đó, có một chiếc xe của trường học màu vàng dừng ở bên ngoài biệt thự. Ngay sau đó, Tô Du Du đeo cặp sách, bước xuống từ trên xe. Ở trường học phiền chết đi được, cuối cùng cũng thoát khỏi cái bể khổ đó rồi, la la la, cảm thấy không khí bên ngoài trường học cũng rất dễ chịu quá đi. Tô Du Du nhảy chân sáo suốt cả quãng đường, xem ra cô bé cực lì vui vẻ, hai cái bím tóc đung đưa qua lại, vô cùng đáng yêu. Cháu gái! Tô Thần Binh nhìn thấy Tô Du Du, bỗng cực kỳ phấn khích, liền chuẩn bị sẵn kẹo, rồi định đến ôm Du Du. Đứng lại! Lâu Đinh! Không ra cái thể thống gì cả, không có phong thái của một ông chủ gì hết, làm cha thất vọng quá đấy. Mặt Tô Kiền Khôn lạnh như băng, gọi Tô Thần Binh lại, quở trách bằng giọng lạnh lùng. Điều cha dạy là đúng ạ. Tô Thần Binh đã bị mắng, thì mới bình tĩnh trở lại, cúi đầu đứng ở bên cạnh cha. Con tự mà kiểm điểm lại đi. Mặt Tô Kiền Khôn nghiêm túc dạy dỗ Tô Thần Binh, đồng thời lấy đi nắm kẹo trong tay Tô Thần Binh, ánh mắt dừng lại trên người Tô Du Du, vẻ mặt bỗng xảy ra một sự thay đổi lớn. Chỉ thấy ông ấy để lộ ra một nụ cười hiền lành, sau đó lấy cầm nắm kẹo lấy được từ trong tay Tô Thần Binh ra, vội vàng chạy về phía Tô Du Du. Chắt gái, cháu thật đáng yêu quá đi, tan học rồi nhỉ, có ăn kẹo không? Tô Kiền Khôn chạy đến trước mặt Tô Du Du, ngồi xổm xuống ân cần cười nói, đồng thời đưa kẹo cho Tô Du Du. Tô Du Du không nhận, cảnh giác nhìn Tô Kiền Khôn một chút, sau đó tò mò nói, ông là ai chứ? Cháu ngoan, ông là ông cố của cháu đây. Tô Kiền Khôn khẽ vuốt tóc trên đầu nhỏ của Tô Du Du. Ông cố sao? Tô Du Du không phản kháng, đồng thời cầm lấy kẹo, mong chờ nhìn qua Tô Thương, cầu xin, cha Tô, kẹo này con có thể ăn không? Chắt gái, đừng hỏi nó, ở đây lời nói của ông cố là có tác dụng nhất. Tô Kiền Khôn vì ở trước mặt Tô Du Du biểu lộ ra ra địa vị của mình, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Tô Thương một cái, sau đó nói, ông cho cháu ăn là được rồi, không ai dám không đồng ý đâu. Thôi, cháu mới là người không tin ông. Tô Du Du bĩu môi, đôi mắt nhìn mong đợi vào Tô Thương, chờ vào ý kiến của Tô Thương. Tô Thương cười cười nói, Du Du, nếu ông cố đã cho con cứ ăn đi nhé. Dạ, dạ, cảm ơn cha Tô. Tô Du Du bóc kẹo ra, vui vẻ bỏ vào trong miệng. Du Du, rõ ràng là ông đưa cho cháu, sao cháu lại cảm ơn tên phế vật kia làm gì? Tô Kiền Khôn lẩm bẩm. Tô Du Du bảo vệ Tô Thương, hung hung dữ dữ nói, hử, cha Tô không phải là phế vật, ông nói cha như vậy, thì cháu sẽ không thèm để ý đến ông nữa. Được được được, ông không nói nữa. Tô Kiền Khôn vội vàng thỏa hiệp, sau đó khoác lác nói, nhưng mà, chắt gái à, ông cố của cháu thật sự lợi hại đó, vừa nãy không có nói khoác, lời nói của ông là có trọng lượng nhất đó nha. Thật sao? Một ánh mắt như nước long lạnh của Tô Du Du nhìn trên người Tô Kiền Khôn. Tất nhiên rồi. Lâu Đinh. Tô Kiền Khôn cực kỳ muốn thể hiện mình ở trước mặt chắt gái, thế là nói, nhớ năm đó, hai nhóm người mâu thuẫn với nhau, mỗi một phe đều có hàng trăm hàng ngàn người, không khí lúc đó gươm súng sẵn sàng, bất kỳ lúc nào cũng có thể đánh nhau. Có điều, những tên tiểu tử đó bị ông đánh, đến cái giấm cũng không dám thả, họ đều dẫn thuộc hạ của mình, chán nản bỏ đi. Tô Kiền Khôn kiêu ngạo nói, bởi vì sự xuất hiện của ông, mà đã hóa giải được một trận đánh nhau. Chắt gái, cháu thấy ông có lợi hại không? Lợi hại. Tô Du Du vừa ăn kẹo, vừa vỗ tay cho Tô Kiền Khôn, sùng bái cười nói, ông cố lợi hại quá. Lúc này, Tô Thương tò mò hỏi, ông nội, đây là chuyện từ khi nào thế, sao cháu lại không biết nhỉ? Hả, khi đó cháu còn nhỏ, không biết cũng là chuyện thường thôi. Tô Kiền Khôn thuận miệng trả lời. Tô Thương lại càng tò mò hơn, truy hỏi, người ông đánh là ai nhỉ? Cháu có quen không? Tô Kiền Khôn còn chưa kịp mở miệng, Tô Thần Binh bên cạnh liền tối sầm mặt mà nói, con biết, còn rất quen thuộc, bởi vì người đó chính là cha. Ách! Tô Thương nhất thời sững sờ, cố nhịn không cười,
sợ ba của mình tức giận mà đánh cho mình một trận mất. Ha ha, cười chết cháu rồi, ông Cố, nói chuyện nửa buổi trời, thì ra người mà ông đánh lại chính là con ruột của ông à. Có điều, Tô Du Du lại không quan tâm những chuyện đó, cười khanh khách ra thành tiếng. Điều này làm Tô Thần Binh mất hết mặt mũi, oán giận nói cha, đây đều là những chuyện từ ngày xưa rồi, cha nói những chuyện này để làm gì chứ? Sao hả, không thể nói hay sao chứ? Tô Kiền Khôn thổi dâu, trợn mắt nói. Có thể nói. Tô Thần Binh không dám cứng rắn với Tô Kiền Khôn, sau khi thỏa hiệp, nói chỉ là, cha, con vừa mới lấy kẹo để chào đón Tô Du Du, sao cha nói con không đủ chững chạc, làm mất đi phong thái của chủ nhà, nhưng tại sao cha lại cướp đi kẹo của con, để tự mình chạy tới đây chứ? Vừa nói, Tô Thần Binh nhìn sang Tô Kiền Khôn, lòng đầy oán trách. Tô Kiền Khôn lại nói, con nhìn cha làm gì, cha có phải chủ nhà đâu. Tô Thần Binh. Thần Binh à, nhìn con có vẻ như không phục hay sao đó nhỉ? Ánh mắt Tô Kiền Khôn đầy uy hiếp. Con chịu thua, cha, lời của cha nói là đúng. Tô Thần Binh vội vàng chịu thua sau đó không nhìn Tô Kiền Khôn nữa, mà nhìn sang Tô Du Du, cười hiền lành nói, cháu gái nhanh đến đây để ông Tổ ôm cháu cái nào. Tổ phụ cái gì, nói như thế là câu từ của ngày xưa rồi, con tưởng đây là thời cổ đại hay sao chứ? Tô Kiền Khôn từ trong túi quần móc ra 5 tệ, mỉa mai nói, ở đây có 5 tệ, nếu con không biết cha của cha gọi là gì, thì cầm lấy 5 tệ này, đi đến cửa siêu thị, lắc cho đến khi hiểu ra rồi hãy quay về. Cha có thể đừng phá đám con được không, điều này làm con rất mất mặt đó. Tô Thần Binh bất đắc dĩ nói. Lâu Đinh, con vẫn còn mặt mũi nữa sao? Tô Kiền Khôn bĩu môi nói, Tô thương người ta bây giờ cũng đã là người luyện võ hóa kình trung kỳ rồi, con cũng mới ở cảnh giới này, đến con trai của mình cũng không bằng nữa, thì có mất mặt hay không chứ? Tô Thần Binh tối sầm mặt xuống, lại không có cách nào cãi lại, dù sao thì những lời cha nói cũng là sự thật. Ha ha ha, ông Cố, ông nội, hai người thật hài hước. Tô Du Du cười nói. Tô Du Du, con về biệt thự trước đi. Để dì Dung nấu cho những món ngon cho con ăn nhé. Tô Thương thản nhiên nói. Dạ. Tô Du Du đòi hỏi, cha Tô, cha phải thơm con mới đồng ý về biệt thự. Được thôi. Tô Thương ngồi xổm xuống, thơm lên má bên phải của Tô Du Du một cái. Tô Du Du chớp lấy cơ hội này, ôm cổ Tô Thương, chụt lại một tiếng, lại thơm lên mặt Tô Thương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. La la la, xíu nữa gặp cha nhé. Ông Cố, ông nội, hẹn gặp lại. Tô Du Du cực kỳ vui vẻ, cũng rất lễ phép, sau khi chào tạm biệt liền mang cặp sách trên lưng, nhảy nhảy nhót nhót chạy vào trong biệt thự. Tô Thương, được rồi, Du Du đi rồi, bây giờ con hãy thành thật nói rõ ra xem. Sau đó, Tô Thần Binh quay lại chủ đề chính, nghiêm mặt nói, Du Du cuối cùng là con của con với ai? Trước tiên là loại trừ Lý Nguyệt nhà họ Lý. Tô Kiền Khôn cũng nhìn chằm chằm vào Tô Thương, nghiêm túc hỏi, Tô Thương, cuối cùng ai là mẹ của Du Du? Cha, ông nội, đừng nóng vội, con sẽ từ từ nói cha hai người biết. Tô Thương thấy mình trốn không nổi, nên thật sự nói, ngay từ đầu, con cũng không biết xuất thân của Du Du, sau này mới hiểu được, hai người còn nhớ Giang Tuyết Nhi không? Giang Tuyết Nhi, Tô Thần Binh nhớ lại. Sau đó như tỉnh ngộ ra nói, ý của con là, mẹ của Du Du là Giang Tuyết Nhi sao? Tô Thương gật đầu nói, vâng, chắc có lẽ không nhầm đâu. Năm đó xảy ra chuyện như thế, ông chủ nhà họ Giang không phải là đã rời khỏi Giang Bắc sao, Giang Tuyết Nhi đã phá thai rồi, sao có thể? Tô Thần Binh mặt nghi ngờ. Nhà họ Giang chỉ là nói miệng, nói phá thai đi rồi, chúng ta lại không tận mắt nhìn thấy. Lâu Đinh. Tô Kiền Khôn bên cạnh thở dài một hơi nói, ai ya, dù sao thì cũng là một sinh mệnh, có lẽ con bé Giang Tuyết Nhi không nỡ làm. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, Giang Tuyết Nhi sinh đứa trẻ này ra, cũng đã để cô bé mang họ Tô Du Du này, cũng là dòng dõi nhà họ Tô chắc chắn phải gánh vác trách nhiệm này. Tô Kiền Khôn nhìn Tô Thương, trầm giọng nói, Tô Thương, con nghĩ sao? Vui, hay là không vui? Chắc chắn là vui rồi. Tô Thương cười nói, từ trên trời rơi xuống một đứa trẻ đáng yêu như thế,
sao con lại không vui được chứ? Con còn tiếc không thể đặt cô bé ấy lên trên lòng bàn tay của mình nữa đó. Ừm, thế này còn tạm được. Tô Kiền Khôn hài lòng gật đầu, sau đó nói, đứa trẻ Du Du này, ông mới chỉ nhìn qua vài lần, đã thấy đây là đứa bé thông minh lanh lợi, là một hạt giống tốt, nếu Giang Tuyết Nhi đã đưa cô bé đến nhà họ Tô rồi, chúng ta nhất định phải chăm sóc tốt cho nó. Tô Thần Binh hùa theo nói, Tô Thương, ông nội con nói đúng đó, còn về nhà họ Lý bên kia, Lý Nguyệt là một cô gái có học thức, con từ từ nói chuyện với cô ấy có thể sẽ chấp nhận Du Du đó. Con hiểu rồi, Tô Thương gật đầu, định tìm cơ hội đi theo Lý Nguyệt nói rõ mọi chuyện. Ừm, Tô Thần Binh gật đầu, sau đó hỏi, con đã gặp Giang Tuyết Nhi rồi sao, giờ cô ấy đang ở đâu? Không rõ, con chưa gặp cô ấy. Tô Thương cười khổ nói, mấy ngày trước cô ấy đưa Du Du để ở lớp đào tạo múa của Lý Nguyệt, không gặp mặt con và Lý Nguyệt. Ai ya, chuyện năm đó, dù sao cũng là nhà họ Tô chúng ta có lỗi với cô ấy. Tô Thần Binh thở dài một hơi. Chuyện trước đây đừng nhắc đến nữa, tìm cơ hội rồi bù đắp lại sau vậy. Tô Kiền Khôn nhìn Tô Thương, sau đó nói, Tô Thương, mối nguy hiểm của nhà họ bây giờ, cha cháu đã nói cho cháu nghe chưa? Ừm, đã nói rồi. Tô Thương gật đầu, sau đó nghiêm túc nói, ông nội, ông yên tâm, cháu cùng sống cùng chết với nhà họ Tô, không phải là một tông phái võ thuật sao, xử lý chút là xong rồi. Nghe con mới sinh không sợ cọp. Tề Kiền Khôn liếc nhìn Tô Thương một chút, liên tục lắc đầu nói, khoảng thời gian trước ở Giang Bắc, có người thanh niên cùng ông đánh nhau, đến từ một tông phái cũ cực kỳ lớn mạnh. Cậu ta cũng trạc tuổi của cháu, thực lực có thể so sánh với ông. Tề Kiền Khôn nói tiếp, mà sau lưng của cậu ta còn có thế lực mạnh hơn tồn tại. Lần trước cậu ta đến, chỉ đi một mình thôi mà thiếu chút nữa đã tiêu diệt nhà họ Tô. Tô Kiền Khôn tiếp tục nói, mấy ngày trước, ông có nghe nói người ra tay ở chợ đen Cửu Môn tên là Cát Bình, đến từ Vô Ảnh Tông, cũng là một vị trưởng lão. Nhà họ Tô chúng ta, chưa từng có thù với Vô Ảnh Tông, Cát Bình chắc chắn là do người thanh niên kia sai khiến. Lâu Đinh, Tô Kiền Khôn lộ vẻ nghiêm trọng nói, cậu ta có thể sai khiến Cát Bình, thì cũng có thể sai khiến được các trưởng lão khác. Những người trưởng lão khác của Vô Ảnh Tông, thực lực mỗi người đều thâm sâu khó lường, trong đó có tứ trưởng lão Lưu Vĩnh Húc, nghe nói giết người không chớp mắt, thủ đoạn tàn độc, thực lực cũng đã đặt chân đến địa tông chân chính rồi. Tô Kiền Khôn mặt mũi đầy vẻ buồn bã nói, nếu như ông ta bị sai khiến, đến Giang Bắc tiêu diệt nhà họ Tô, vậy thì nhà họ Tô chúng ta phiền phức rồi. Ông cũng cho người tìm hiểu một chút, tam trưởng lão của Vô Ảnh Tông gọi là Đinh Tắc, địa tông trung kỳ, có quan hệ cực kỳ tốt với Cát Bình. Vừa là thầy vừa là bạn. Tô Thần Binh bên cạnh cũng lo lắng nói, ông ta rất có thể sẽ đến Giang Bắc, báo thù cho Cát Bình, đến lúc đó nhà họ Tô sẽ không tránh khỏi phiền phức. Ông nội, cha, nghe xong những lo lắng của hai người, Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, hai người đừng lo lắng, hai người bọn họ cả đời này cũng không thể đến Giang Bắc được đâu. Chỉ toàn nói bậy, sao cháu lại biết hai vị cao thủ không thể đến chứ? Tô Kiền Khôn liếc nhìn Tô Thương một chút, không hài lòng nói, ông biết cháu muốn cho chúng ta được thoải mái tinh thần hơn, nhưng nhà họ Tô chúng ta nhất định phải có cảnh giác, cháu phải luôn luôn biết, có một thanh kiếm sắc luôn treo trên đỉnh đầu nhà mình. Ông nội nói đúng lắm. Tô Thương sờ sờ lên mũi, biết điều mà gật đầu, cũng không đem chuyện chính mình đã giết tam trưởng lão và tứ trưởng lão nói ra. Bây giờ, thực lực của anh ấy còn chưa đủ để đè bẹp giới luyện võ. Lúc này có nói ra thực lực của mình với ông nội và cha thì cũng không có ích gì cả. Quan trọng là, khi vừa mới bắt đầu, chính mình đã lựa chọn giấu giếm thực lực, còn đần độn u mê lấy thân phận của Tô Huyền Thiên kết nghĩa với ông nội nữa. Việc này khiến cho Tô Thương có chút bối rối, không dám nói thẳng với ông nội và cha, bằng không thì anh ấy khó có thể tưởng tượng được, phản ứng của ông nội và cha sẽ thế nào. Nói mới nhớ, mấy ngày rồi không gặp em trai Tô Huyền Thiên rồi. Phải tìm cơ hội đến trước mặt cậu ấy nói lời cảm ơn mới được, mấy ngày trước nếu không phải cậu ấy ra tay, thì thần binh chắc chắc phải chết rồi. Lúc này, Tô Kiền Khôn bỗng nhiên nói, huống hồ gì, em trai của mình có xuất thân thâm sâu khó lường, có lẽ cũng có thể giúp chúng ta một tay đó. Cha, hôm nay Thiên Sách đã đi chợ đen Cửu Môn để chờ chú Huyền Thiên rồi. Tô Thần Binh nói, con đã bắt chuyện với Thiên Sách,
khi nhìn thấy chú Tô Huyền Thiên ở đó thì anh ấy sẽ nói cho con đầu tiên. Thế thì cũng tiện. Tề Kiền Khôn hài lòng gật đầu, đến lúc đó chúng ta đưa theo Tô Thương đi cùng, Tô Thương vẫn chưa gặp em trai ông mà. Tô Thương, câu chuyện về người thanh niên địa tông Tô Huyền Thiên, chắc chắn ít nhiều gì con cũng đã nghe qua rồi phải không? Là học theo ông nội Tô Huyền Thiên của con một chút đi, nhìn thấy ông ấy thì nói vài câu hay ho vào. Ánh mắt Tô Thần Binh nhìn vào Tô Thương, thản nhiên nói không chừng làm cậu ấy vui, chỉ điểm cho con vào chiêu, cũng giúp ích rất nhiều cho con đó. Vâng, Lâu Đinh, Tô Thương sờ lên mũi, sau khi đồng ý xong liền vội vàng chuyển sang chuyện khác, nói cha không phải bị thương ngồi xe lăn hay sao, cha khỏe từ lúc nào thế? Tô Thương có chút nghi ngờ. Dựa vào suy đoán của anh ấy, tổn thương của cha ít nhất cũng cần khoảng 10 ngày nghỉ ngơi, sao mà nhanh như vậy đã khỏi hẳn rồi chứ? Ông lấy chân khí rót vào hai chân của nó mới khôi phục được, Tô Thần Binh còn chưa mở miệng, Tô Kiền Khôn đã vội nói ra. Tô Thương tò mò nói, chân khí còn có thể trị thương nữa sao? Điều đó là tất nhiên rồi, ông với cha của cháu đều đã tu luyện được tâm pháp của nhà họ Tô. Nội công không khác biệt nhau, nên sẽ không loại trừ nhau. Tô Kiền Khôn nói tiếp, mặc dù có thể trị thương, nhưng ở tình huống bình thường, thì sẽ không có ai đồng ý sử dụng chân khí để trị thương cho người khác, vì sẽ tiêu hao một lượng chân khí tương đối lớn. Có điều, mối nguy hại của nhà họ Tô sắp đến, tình hình hết sức nguy hiểm, ông không thể làm gì khác ngoài trị thương thật tốt cho cha của cháu. Tô Kiền Khôn tiếp tục nói, còn về phần của ông, uống một số thuốc khôi phục chân khí, cũng đã gần như trở lại trạng thái đỉnh phong rồi. Hóa ra là như vậy. Tô Thương như tỉnh ngộ ra, cuối cùng là do mình đã xem nhẹ chân khí rồi, không ngờ chân khí còn có cái tác dụng này nữa. Nhưng linh khí, cũng có thể trị thương như thế, mà hiệu quả lại tốt hơn chân khí nhiều. Lúc trước anh ấy cũng là dùng linh khí để ổn định bệnh tình của cha mình. Chẳng qua cơ thể cha có chân khí, lại loại trừ lẫn nhau. Tô Thương không tiện thả ra quá nhiều linh khí. Linh khí ngoài có thể trị thương ra, trải qua xử lý đặc biệt của Tô Thương, linh khí có thể chuyển hóa thành năng lượng mà người luyện võ có thể hấp thụ được. Loại năng lượng này sau khi người luyện võ hấp thụ, thì thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lúc này, Tô Thương nhìn cha và ông nội. Thực lực của cha thì khá yếu, hóa kình trung kỳ, nếu là Tô Thương giúp đỡ, có thể làm cha trở thành tông sư. Có điều, nếu cứ như vậy, cha ở hậu kỳ sẽ rất khó tiến bộ, hoàn toàn phải dựa vào sự giúp đỡ của Tô Thương mới có thể tiếp tục thăng cấp. Phải tìm cơ hội để giúp cha trở thành người tu chân, hệ thống giới luyện võ quá yếu rồi. Tô Thương đưa ra quyết định, không có ý định giúp cha đột phá ngay bây giờ. Lâu Đinh, còn về ông nội Tô Kiền Khôn, cố ý ẩn giấu thực lực, Tô Thương liếc một chút thì không thể nhìn ra, nhưng chắc chắn là tông sư rồi. Lấy năng lực hiện tại của Tô Thương, cũng không có cách nào giúp tông sư đột phá, nên anh ấy liền bỏ qua ý nghĩ này luôn. Đừng nói đến chuyện này nữa, tôi phải đi gặp cháu gái của tôi. Lúc này, Tô Kiền Khôn cười cười rồi bước nhanh vào biệt thự. Cha, chờ con, Tô Thần Binh theo sau. Tô Thương cười nhẹ cũng đi vào theo sau. Vừa mới bước vào, Tô Kiền Khôn đã trêu Tô Du Du. Nếu như ông cố và cha con rơi xuống nước thì cháu sẽ cứu ai? Tô Du Du đang ôm đồ chơi nghe vậy liền nghiêm túc nói, cứu cha Tô ạ. Tô Kiền Khôn có chút thất vọng nhưng vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi, nếu ông nội và cha con cùng rơi xuống nước thì cháu sẽ cứu ai? Cứu cha Tô ạ, Du Du đáp lời. Nghe vậy, Tô Kiền Khôn trong lòng biết là mình không thể bằng vị trí Tô Thương trong lòng con bé được, nên đã so sánh mình với Tô Thần Binh hỏi. Nếu ông cố và ông nội con cùng rơi xuống nước, con sẽ cứu ai? Cháu sẽ cứu. Tô Du Du nhìn Tô Kiền Khôn với vẻ bối rối, rồi quay sang nhìn Tô Thần Binh. Ngay sau đó, cô bé vui vẻ cười nói, bây giờ chúng ta vào ăn tối được không? Ăn, ăn. Khi Tô Kiền Khôn nghe thấy vậy thì mặt đơ ra, choáng váng. Tô Thần Binh cũng ngẩn người ra, mở miệng định nói cái gì đó nhưng không biết nói gì nên thôi. Tô Thương nhíu mày đi tới trách móc, Du Du, con đang nói gì vậy? Hai kích, con chỉ đang nói đùa với ông cố hôi. Tô Du Du đắc ý cười nói, ông cố, ông nội, biểu cảm của hai người thật là buồn cười quá. Đó là một trò đùa.
Tô Kiền Khôn đột nhiên nở một nụ cười và ân cần nói, đứa trẻ này thật là thông minh, ha ha ha. Tô Thần Minh cũng đi lên cười nói, Du Du, nói cho ông nội nghe hôm nay cô giáo dạy những gì nào. Cháu không biết. Vậy cháu làm gì ở trường? Ăn, xem tivi, ngủ, thức dậy và đợi ra về ạ. Nhắc đến trường học, biểu hiện của Du Du suy sụp, cô bé nói với vẻ bực bội, ông ơi, Du Du không muốn đi học, tivi của trường không có kênh yêu thích của cháu, và giường chả êm gì, đặc biệt là đồ ăn thì quá tệ. Ông ơi, ngày mai con không đi học được không? Vừa nói, đôi mắt ngấn nước mắt của Đỏ ngấn lên. Lâu Đinh. Được, được rồi, nếu không muốn thì đừng đi, chúng ta không cần đến những nơi tồi tệ như vậy. Tô Thần Minh an ủi. Có thật không ạ? Tô Thần Minh gật đầu nói, ừ. Tuyệt quá. Sau khi nghe được câu trả lời rõ ràng dứt khoát của ông nội, Du Du chạy tới ôm lấy chân của Tô Thần Minh dịu dàng nói, ông nội, ông thật tốt với cháu yêu ông nội nhiều. Cha! Tô Thương thấy vậy liền khổ sở cười nói, trường học từ khi nào lại trở thành một nói tan nát tồi tệ như vậy? Từ nhỏ đến lớn đều bắt con đi học, nhưng bây giờ thì thay đổi như thế nào? Du Du sao có thể giống con được? Tô Thần Minh ôm Du Du bĩu môi nói, trường học là nơi ăn không ngon, ngủ không yên, cha biết rõ điều đó. Cha bắt con đến trường cũng là vì ông nội con ép, không chịu đi thì đánh đòn, bắt cha chịu khổ. Nhưng bây giờ không thể để cháu gái của cha chịu khổ được. Thế cha muốn đẩy con vào hố lửa sao? Tô Thương sờ mũi, nhìn về phía Tô Kiền Khôn nói, ông nội, ông quản cha con như vậy, thì tiểu tử thối Du Du không thể không đi học được. Sao lại không được? Ai ngờ Tô Kiền Khôn lại nói, ông cảm thấy cha con nói có lý đó, cháu gái ông đáng yêu như vậy, tuyệt đối không thể đưa đến cái nơi trường học tồi tệ như vậy được. Bớt lo chuyện bao đồng đi. Bằng không ông với cha con sẽ hợp sức đánh cho con đẹp mặt luôn, có giỏi thì thử xem. Cháu! Tô Thương hết chỗ cãi, cười trong đau khổ. Tiếp theo, Tô Kiền Khôn cùng với Tô Thần Minh ở biệt thự ven sông đợi lâu lắm rồi mới được cùng nhau ăn được một bữa cơm tối. Dì Phu làm đồ ăn rất ngon, rất giỏi, nhưng không biết vì sao món nào cũng bỏ rau thơm vào. Màu xanh mơn mởn của rau khiến cho Tô Thương còn tưởng rằng dì Phù đang ám chỉ bản thân dì ấy. Sau khi kết thúc buổi cơm tối, Tô Kiền Khôn cùng với Tô Thần Minh không muốn rời khỏi biệt thự, trước khi đi còn nói, ngày mai nhớ đưa Tô Du Du về trang viên Tô ra chơi, điều này khiến cho cô bé rất vui mừng. Lúc này, sau khi Tô Du Du tắm xong, nằm ở trên giường, Tô Thương ngồi ở bên cạnh cô bé. Cha Tô! Ông cố và ông nội thật sự rất vui, nếu có thể được ở bên cạnh ông mọi lúc. Đột nhiên Du Du nhỏ giọng nói, đôi mắt hơi ngấn nước mắt. Du Du! Tô Thương nhìn Du Du nói, con còn nhỏ như vậy, cha không biết con đã trải qua những gì mà đã suy nghĩ nhiều như vậy, còn muốn cha che giấu thân phận của con nữa. Tuy nhiên, cha đã biết được sự thật, con Tô Du Du là con gái của cha. Tô Thương thẳng thắn nói, từ nay về sau. Chỉ cần con không đồng ý thì không ai có thể chia cắt chúng ta. Cha Tô, sao cha biết được, Tô Du Du thất thần nói. Tô Thương nhẹ nhàng vuốt tóc Tô Du Du trấn an nói, tối hôm qua cha đã nhận được một cuộc điện thoại, mẹ của con là Giang Tuyết Nhi, chuyện này cha cũng điều tra ra được. Yên tâm đi, đừng lo lắng, cha sẽ có trách nhiệm với mẹ con. Cha Tô, Tô Du Du nghẹn ngào ôm chặt lấy Tô Thương. Tô Thương cười nhẹ, đừng gọi là cha Tô, mà gọi là cha. Cha, cha ơi! Đây là lần đầu tiên Du Du gọi cha, con bé hơi chút lạ lẫm nhưng lại rất vui. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có cha, thậm chí có nhìn thấy cha ruột của mình thì cô bé cũng không biết mặt. Nhưng bây giờ, cô bé Tô Du Du đã nhận ra cha mình. Cảm giác này thật sự ấm áp, Tô Du Du ôm chặt lấy Tô Thương vì sợ cha cô sẽ rời đi. Bất giác! Nước mắt làm ướt áo Tô Thương. Du Du, sao con lại khóc? Tô Thương nhẹ nhàng lau nước mắt cho Du Du rồi cười nói, nào, để cha kể cho con nghe về chuyện của Tô Huyền Thiên. Gì à? Vẻ mặt của Tô Du Du cứng lại, bĩu môi nói cha có thể kể chuyện khác cho con được không? Chẳng hạn như nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, cô bé quàng khăn đỏ. Thậm chí còn có con sói hung ác và con dê tốt bụng. Những điều đó để kể sau. Câu chuyện về Huyền Thiên Tiên vực kích thích hơn, cha nhớ lần trước cha đã kể đến lúc Tô Huyền Thiên bị bao vây.
bây giờ, cha sẽ kể cho con biết Huyền Thiên Tiên Đế thoát ra khỏi vòng vây như thế nào. Tô Thương rất hào hứng nghiêm túc nói, Huyền Thiên Tiên Đế có 3 món bảo vật, một cái là tháp ngọc lưu ly, một cái là khóa tử giáp, một cái còn lại là càn khôn kiếm. Một ngày nọ, Huyền Thiên Tiên Đế có tháp ngọc lưu ly, đeo khóa tử giáp màu vàng đen, tay cầm thanh kiếm càn khôn chém giết cả bầu trời trong bóng tối, mặt trời không trăng không có ánh sáng. Tô Thương không ngừng kể, càng nói càng hưng phấn, càng tỉnh ra. Còn về Du Du, cô bé đã ngủ thiếp đi từ lâu, nước dãi ướt đẫm cả gối. Trong câu chuyện này, thôi miên thật là mạnh. Sau khi Tô Du Du ngủ say thì Tô Thương mới đi về phòng của mình, ngồi khoanh chân lại. Bây giờ, Tô Thương đã ở cảnh giới luyện khí tầng thứ 6, nếu dùng toàn lực để ra tay thì cũng có thể dễ dàng giết chết một địa tông trung kỳ. Cho dù là gặp phải cao thủ địa tông hậu kỳ thì cũng vẫn có sức để mà chiến đấu một trận, khởi động huyết tế hoặc là có thể dùng phù lục quần lót, đều có thể khiến cho địa tông đỉnh phong bị thương nặng. Đây chính là thành quả tu luyện mười mấy ngày của anh. Mà những người luyện võ ở cảnh giới địa tông phải mất đến mười mấy năm mới tu luyện được, trong khi anh chỉ cần có mười mấy ngày là đã có thể ngang hàng với những lão già đó, như vậy có thể thấy được hệ thống tu chân mạnh lớn cỡ nào. Những người ở xung quanh mình cũng phải trở thành người tu chân, như vậy mới có thể kéo dài tuổi thọ, và sống lâu hơn. Chỉ là, rắc rối của nhà họ Tô vẫn chưa được giải quyết triệt để, mình cần đá năng lượng để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, do đó cũng không thể phân quá nhiều để giúp bọn họ bước vào hàng ngũ tu chân được. Tô Thương thản nhiên nói, sau này có cơ hội thì tính tiếp vậy, cũng không có gì phải vội. Bây giờ, trên người Tô Thương chỉ còn 20 viên đá năng lượng. Những viên đá năng lượng này là để dành cho Vương Phú Quý. Suy nghĩ đến đây, Tô Thương liền gửi tin nhắn cho Vương Phú Quý, hẹn cậu ta sáng ngày mai đến biệt thự ven sông. Vương Phú Quý đương nhiên sẽ không từ chối, cũng chẳng hỏi là có việc gì, chỉ gửi tin nhắn trả lời là đồng ý. Làm xong mọi thứ, Tô Thương chợt nhớ đến cả ngày hôm nay chưa gặp vợ mình, bèn mở WeChat lên. Ai ngờ vừa mới mở lên thì nhìn thấy một đống tin nhắn. Và lời mời tham gia cuộc gọi đến, tất cả đều là của Lý Nguyệt. Tô Thương nhìn thấy như vậy, liền gửi cho Lý Nguyệt một lời mời tham gia gọi video. Đinh 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 đinh. Rất nhanh, cuộc gọi video đã được kết nối, trên màn hình điện thoại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Nguyệt. Lúc này, tóc của Lý Nguyệt vẫn đang nhỏ nước tí tách, có lẽ là mới tắm xong. Cô đang mặc bộ quần áo yoga bó sát màu đen, hai chân thon dài dang rộng. Tạo thành hình dáng chữ ngựa. Có lẽ cô đã quá mệt, cho nên khuôn mặt như ngọc của cô đỏ bừng, trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi và tóc thì bết lại. Vợ à, động tác chuẩn quá. Tô Thương nhìn Lý Nguyệt trong màn hình điện thoại, khẽ cười nói. Tô Thương. Lý Nguyệt dùng một tay cầm điện thoại, nghiến răng nghiến lợi nói, anh còn biết gọi video cho em nữa đấy, anh làm gì mà em gửi tin nhắn nhiều như vậy cũng không thèm trả lời hả? Hôm nay anh có chút chuyện, chuyện đàng hoàng, Tô Thương sờ sống mũi nói. Ừ hừ. Nghe vậy, cơn tức giận của Lý Nguyệt bớt đi một chút, nhưng cô vẫn nghiến răng nghiến lợi. Tô Thương, ông nội em nói, em không thể rời khỏi trang viên, trừ khi anh đến nhà họ Lý đón em. Lúc đầu em cứ nghĩ ông chỉ đùa với em, chỉ là tùy tiện nói mà thôi, ai ngờ ông làm thật đấy. Lý Nguyệt tức giận nói, sáng nay em định đi chơi, nhưng cha em đã ngăn cản lại. Sống chết gì cũng không cho em ra ngoài, còn nói gì mà, kêu em gọi cho anh, chỉ khi nào anh đón em thì em mới có thể ra ngoài, nếu anh không đến đón em, thì tức là anh không đồng ý cho em đi chơi, vậy thì em không thể ra khỏi nhà. Đây là chuyện gì vậy chứ, em đi ra khỏi nhà của em mà còn cần phải có sự đồng ý của anh sao? Lý Nguyệt lườm Tô Thương, rồi than thở nói, tất cả là lỗi của anh. Sau này lúc nào anh biến thành Tô Huyền Thiên thì đừng có mà nói chuyện với em, phiền chết em mà. Tô Thương cười nói, ha ha, vợ à, vậy là cả ngày nay em đều ở trong nhà sao? Nếu không thì còn sao nữa chứ? Lý Nguyệt hỏi ngược lại, tức giận nhìn Tô Thương trên màn hình điện thoại nói, Tô Thương, một ngày, nguyên cả một ngày đó, anh có biết một ngày này, em làm sao trôi qua không hả? Được rồi, vợ ơi, em đừng tức giận nữa. Tô Thương cười nói, ngày mai anh đến nhà họ Lý đón em, sẵn tiện nói với ông nội Lý một tiếng, khôi phục lại tự do cho em. Ừ hử, vậy thì còn được. Lý Nguyệt hài lòng gật đầu,
từ đầu đến cuối cô vẫn giữ nguyên tư thế hình chữ ngựa, sau đó nói, trưa mai anh tới là được rồi, đưa em đi ăn lẩu, lâu lắm rồi em chưa ăn lẩu đó. Tô Thương nghe thấy như vậy, liền phản bác nói, làm gì mà lâu chứ, lần ăn trước là cách đây 2 ngày mà. Anh thì hiểu cái gì chứ, ăn lẩu là mạng sống của em, một ngày không ăn như xa cách 3 mùa thu vậy. Lý Nguyệt bĩu môi nói, nếu mà tính như vậy, thì em đã mấy năm chưa ăn lẩu rồi. Mấy năm? Tô Thương cười khổ một tiếng rồi nói, được, vợ à, ngày mai em ở nhà đợi anh chắc chắn sẽ thỏa mãn cho em. Thỏa mãn cái đồ quỷ nhà anh. Lý Nguyệt không biết nghĩ đến chuyện gì, khuôn mặt đỏ bừng lên, nghiến răng nói, anh còn nói mấy lời như vậy nữa thì em không thèm để ý đến anh nữa. Vợ à, anh phát hiện ra là em càng ngày càng đen tối rồi nha. Tô Thương thề, lần này anh chẳng có ý gì cả, anh ngẩn người một hồi mới phản ứng lại, cười nói, không phải em nói muốn ăn lẩu sao, anh nói thỏa mãn em, chính là mời em đi ăn lẩu, thỏa mãn cái miệng của em, chứ không phải thỏa mãn cái. Khụ khụ. A. Lý Nguyệt nghe thấy như vậy, trong ánh mắt hiện lên vẻ bối rối, vừa thẹn vừa xấu hổ, cuối cùng cắn răng nói, còn không phải là tại anh sao, ngày ngày cứ bỡn cợt trước mặt em, tóm lại, đều tại anh hết. Cô gái, em đang tranh luận sao? Tô Thương khẽ cười, sau đó mặt lạnh độc đoán nói, đợi đến khi chúng ta gặp mặt, xem anh trừng phạt em như thế nào. Xì, giả bộ tổng tài bá đạo gì chứ, không giống chút nào. Lý Nguyệt lườm Tô Thương, rồi sau đó nói, không nói chuyện với anh nữa, em tập yoga tiếp đây. Vợ ơi, dáng người em đã chuẩn lắm rồi, eo cong, mông trái đào, nhìn thôi đã thấy thèm rồi. Tô Thương nịnh nọt nói, em mà còn tập nữa thì còn để những người con gái khác sống không hả? Phì! Lý Nguyệt vui mừng nở hoa trong lòng, cười vui vẻ, làm sao có thể nói quá như vậy chứ? Thật đó, vợ à, em đẹp như vậy, thân hình cũng đẹp nữa, lấy được em, đúng là phúc đức anh tu 8 đời mới có được. Tô Thương nghiêm túc khen ngợi. Lý Nguyệt khi nghe thấy điều này vui đến mức tai cô đỏ bừng lên. Cho nên, lúc này, Tô Thương bỗng nhiên nói, vợ à, em có thể gửi cho anh mấy tấm ảnh nút được không? Cái gì? Ảnh nút? Lý Nguyệt lập tức tối sầm mặt lại, nói, em biết ngay là anh chẳng có ý tốt gì mà, muốn ảnh nút của em sao, nằm mơ đi, cúp máy đây, em phải tập yoga. Ấy! Lúc này, Tô Thương thở dài một hơi nói, vốn dĩ anh định đi ngủ rồi, nhưng nhìn thấy cơ thể mỹ miều của em, làm anh lại hưng phấn lên, kết quả em lại mặc kệ anh không thèm quản. Vợ à, xem ra tối nay anh phải đến quán bar cao cấp thôi, nhưng cái này không trách anh được, ai biểu em gợi cảm như vậy, kích thích cảm giác của anh chỉ đành đi đến quán bar để hạ xuống thôi. Tô Thương mặt tràn đầy băn khoăn nói, đi quán bar nào mới được đây, mấy em nhân viên ở Ngọc Chỉ Tiên Cảnh thì chất lượng tốt, nhưng mấy em ở quán bar dạ sắc tay nghề lại cao hơn, khó chọn quá đi. Vợ à, không nói chuyện với em nữa, anh cúp máy đây, anh vừa đi vừa chọn vậy. Nói xong, Tô Thương sắp cúp cuộc gọi video thì đợi đã. Nhưng mà, Lý Nguyệt liền lên tiếng ngăn lại, nghiến răng nói, Tô Thương, anh đừng đi quán bar, em thật sự không có ảnh nút, nhưng anh có thể xem em tập yoga. Yoga có rất nhiều tư thế, em làm từng cái một cho anh xem, rất đẹp đó. Nhìn vợ tập yoga sao? Tô Thương bỗng động lòng, nhưng trên nét mặt, thì miễn cưỡng nói, được thôi, nếu em đã đề nghị rồi. Thì anh cũng không làm mất thể diện của em, bắt đầu thôi. Thôi đi, anh cứ giả vờ giả vật không kìm lòng được khi nhìn em tập yoga chứ gì. Lý Nguyệt bĩu môi, sau đó đặt điện thoại lên trên giá đỡ, quỳ xuống thảm để bắt đầu tập yoga. Dáng người của cô ấy quá đẹp, vòng ba như trái đào, miêu tả như vậy cũng không quá một chút nào. Sau đó Tô Thương nhìn vợ làm đủ các tư thế trên thảm yoga, hai mắt sáng rực lên. Và có ý nghĩ quái lạ từ lâu rồi. Tuyệt vời. Dáng người đúng là rất tuyệt, tư thế cũng rất hấp dẫn, táo bạo nha. Sau 10 mấy phút, Lý Nguyệt đã dừng lại, mệt đến nỗi đầu toàn mồ hôi. Cổ áo cô tương đối thấp, thậm chí có thể thấy rõ mồ hôi chảy xuống xương quai xanh. Động tác yoga tuy khá là nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến cơ thể rất mệt mỏi, vì Lý Nguyệt đã làm những động tác khó ngang nhau, khuôn mặt đỏ ửng. Cộng thêm những giọt mồ hôi đầm đìa, lại càng tăng thêm sức quyến rũ.
Tô Thương. Lúc này, Lý Nguyệt vừa lau mồ hôi, vừa thở dốc, sao rồi, có đẹp không? Ừ. Tô Thương gật đầu, đẹp đó, nhưng có một nhược điểm. Nhược điểm gì cơ? Lý Nguyệt nghi ngờ hỏi. Tô Thương trả lời, lãng phí giấy vệ sinh quá rồi đó. ... Lý Nguyệt bỗng khựng lại, sau đó đỏ mặt, ngượng ngùng nói, Tô Thương, anh đúng là không cần sĩ diện nữa à, gọi video cùng em vậy mà lại làm ra loại chuyện đó, không kiềm chế được tí nào hết, vừa nãy em tập yoga một cách toàn tâm toàn ý, anh cũng không chú ý xem, nói thật mau, anh đã làm mấy lần rồi. Mấy lần cái gì? Tô Thương nghiêm túc nói, em suy nghĩ bậy bạ quá đó, anh không làm cái gì cả. Lý Nguyệt liếc Tô Thương một cái, bĩu môi nói, anh nói dối, lúc nãy anh còn nói lãng phí giấy vệ sinh mà. Dáng em quá ngon, nhìn xem tập yoga, anh thèm chảy cả nước miếng đó. Tô Thương nghiêm túc nói, dùng giấy vệ sinh lau nước miếng, có vấn đề gì sao, sao lại không cần sĩ diện nữa vậy? Nước miếng. Lý Nguyệt nghe thấy câu này, mặt lại đỏ ửng lên, nhận ra Tô Thương lại cãi cùn, bèn nói, miệng ở trên người của anh, em nói không thắng anh được chưa? Không còn sớm nữa, em phải nghỉ ngơi rồi, trưa mai đừng quên đến đón em nhé. Vừa nói xong, Lý Nguyệt đắt cuộc gọi video, khuôn mặt đỏ bừng bừng từ đầu đến cuối. Chị ơi, mở cửa. Lúc này, bên ngoài phòng, đột nhiên truyền đến giọng nói của Lý Kỳ Kỳ. Đến đây. Lý Nguyệt hít một hơi thật sâu, để cho bản thân bình tĩnh lại, sau đó đi ra mở cửa phòng. Bên ngoài lạnh quá, chị, mau mở cửa đi. Tối nay em muốn ngủ cùng chị. Lý Kỳ Kỳ mặc bộ đồ ngủ có in hình Doraemon, chạy vào phòng của Lý Nguyệt. Kỳ Kỳ, vừa mới vào thu thôi mà, có lạnh mấy đâu. Lý Nguyệt đóng cửa lại, khẽ cười nói. Thì cũng lạnh mà, sao vậy, chị, lẽ nào chị không muốn cho em ngủ trên giường của chị hả? Lý Kỳ Kỳ ghen tị, chị thay đổi rồi, Tô Thương có thể ngủ, tại sao em lại không được? Em nói linh tinh gì vậy, Tô Thương ngủ trên giường chị khi nào chứ? Lý Nguyệt đỏ mặt nói. Thì là hai hôm trước, em ở phòng bên cạnh, nghe rõ mồn một, Tô Thương còn kéo khóa ra, để chị nhìn thấy. Của anh ta, sau đó chị còn chủ động đề nghị hôn. Của anh ta nữa. Lý Kỳ Kỳ nói tiếp, chuyện xấu của hai người, em cũng ngại nói ra, kích thước quá to nữa. Khụ. Lý Nguyệt ngây người ra mấy giây. Sau đó mới kịp phản ứng lại, rồi giải thích, Kỳ Kỳ, em hiểu nhầm rồi, chị không làm gì Tô Thương cả, hôm đó thứ mà Tô Thương cho chị xem, không phải của anh ấy đâu, mà là Thục Phân đó. Thục Phân gì vậy? Khuôn mặt Lý Kỳ Kỳ tràn đầy sự tò mò. Là một con chó Teddy. Lý Nguyệt chỉ sang con chó Teddy đang nằm ngủ trong góc, khẽ cười nói, chính là nó đó. Đây không phải là thú cưng của Tô Thương sao? Hình như gọi là bạch miêu gì đó, sao lại ở đây được vậy? Tô Thương tặng nó cho chị rồi, tên bạch miêu không hay, nên chị đã đặt tên khác cho nó. Lý Nguyệt giải thích. Nghe thấy vậy, Thục Phân đang nằm trong góc nhà ngẩng đầu lên liếc nhìn Lý Nguyệt một cái, trong ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng và bất đắc dĩ. Tên bạch miêu đúng là không hay thật. Nhưng, bà chủ, tên Thục Phân này cũng quê mùa quá đấy, tên này còn không bằng tên bạch miêu hồi trước nữa. Thục Phân không kiềm chế được cơn giận, nhưng Lý Nguyệt lại không thể nghe thấy tiếng lòng của nó. Chị, hóa ra hôm đó thứ mà Tô Thương cho chị xem chính là chú chó con này à, dọa em sợ chết khiếp luôn đó, em còn tưởng là cái thứ đó của Tô Thương cơ. Lý Kỳ Kỳ nói như đã hiểu ra vấn đề. Cái thứ đó gì chứ, Kỳ Kỳ, em suy nghĩ cái gì trong đầu vậy, bẩn thỉu không chịu nổi luôn đấy. Lý Nguyệt tức đỏ mắt. Nghiến răng nói, chị em là loại người dễ dãi tùy tiện như thế sao? Không phải. Lý Kỳ Kỳ lè lưỡi một cái, rồi nói, nhưng ý hai người nói chuyện nó lại có ý khác quá rồi đấy. Chị khen Tô Thương lấy ra thứ đó, khá là đáng yêu, còn nói bây giờ thì nhỏ, sau này sẽ to, nếu không nhìn thấy con Teddy đi trước, rất dễ hiểu sai đó. Lý Kỳ Kỳ nói tiếp, lúc đó em cũng cảm thấy khó mà tin nổi, chị ơi. Sao chị lại cởi mở như thế chứ, vậy mà lại hôn? Của Tô Thương khụ khụ. Đừng nói nữa, mắc cỡ chết mất. Lý Nguyệt cắt ngang lời. Ha ha, được rồi, không nói nữa. Lý Kỳ Kỳ nhìn về phía Lý Nguyệt, sau đó tò mò hỏi chị,
chị với Tô Thương, rốt cuộc đã tiến triển đến bước nào rồi, đã đến đoạn đó đó chưa? Chưa. Thế bọn chị đến bước nào rồi? Lý Kỳ Kỳ hỏi tiếp. Trong phòng thực ra chỉ có hai người là Lý Nguyệt và Lý Kỳ Kỳ, đây là hai chị em đang tâm sự với nhau. Cho nên, Lý Nguyệt không hề giấu giếm gì hết, ghé vào tai em gái nói nhỏ mấy câu. Sờ tới sờ lui sao? Lý Kỳ Kỳ nghi ngờ nói chị, nghĩa là gì vậy, chắc Tô Thương sẽ không sờ soạng cả người chị chứ? Ừ, Lý Nguyệt không hề phủ định, mặt đỏ lên như quả táo. Lý Kỳ Kỳ tức giận, chị, sao chị có thể như vậy chứ, không có nguyên tắc gì hết. Chị và Tô Thương đã có hôn ước, sớm muộn gì cũng gả cho anh ấy thôi mà. Lý Nguyệt giải thích, cái gì cơ, Tô Thương không phải là thứ tốt đẹp gì, điểm này chị cũng biết từ lâu rồi đó. Lý Kỳ Kỳ hỏi dò, lẽ nào chị muốn gả cho anh ta thật sao? Thực ra, con người của Tô Thương cũng được, Kỳ Kỳ, là em đã hiểu lầm anh ấy thôi. Lúc trước có rất nhiều chuyện, đều không phải ý định của anh ấy cũng bị người khác tính kế thôi. Sau đó, Lý Nguyệt và Lý Kỳ Kỳ nằm trên giường nói chuyện thời ngày xưa, để lấy lại hình tượng thay Tô Thương. Chấm 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 chấm. Thời gian thấm thoát trôi qua. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, Tô Thương đã bị giọng nói của Vương Phú Quý đánh thức. Tô đại thiếu gia, ha ha ha, mấy hôm không gặp, tôi nhớ cậu chết mất, mau mở cửa đi. Vương Phú Quý không hề khách sáo, đứng ở bên ngoài phòng ngủ, gõ cửa sầm sập. Tới ngay đây. Tô Thương mỉm cười, sau đó đi ra mở cửa phòng, ánh mắt dừng lại trên người Vương Phú Quý, kết quả lại phát hiện ra mặt mũi Vương Phú Quý sưng húp lên, xem ra cậu ấy đã bị đánh cực kỳ thê thảm. Vương đại thiếu gia, có chuyện gì thế, ai đã đánh cậu? Tô Thương không nhịn được bèn hỏi. Ánh mắt Vương Phú Quý lại né tránh, cười gượng gạo, Tô đại thiếu gia, chuyện này cậu không cần hỏi nữa, tôi đã giải quyết xong rồi. Cậu là anh em của tôi, nói cho tôi biết, ai đánh cậu vậy? Tô Thương nghiêm túc nói. Vương Phú Quý không giấu được nữa, hổ thẹn nói, còn không phải do con đàn bà Lưu Sở Điềm kia à? Nhưng, Tô đại thiếu gia, tuy tôi bị đánh đến nỗi mặt mũi sưng bầm dập, nhưng xương cốt của tôi vẫn cứng lắm, không hề tổn hại chút nào đâu. Vương Phú Quý kiêu ngạo nói. Không tổn hại sao? Tô Thương mỉm cười, rồi hỏi, cậu cũng bị cô ấy đánh cho bị thương rồi sao? Thế thì không phải nha. Vương Phú Quý vênh mặt lên, kiêu ngạo nói, nhưng, xương cốt của tôi cứng lắm, còn khiến cho cùi trỏ của cô ấy đỏ ửng lên, lần sau cô ấy muốn ra tay đánh tôi nữa, thì phải cân nhắc bản thân trước xem tay của mình có thể chịu nổi hay không đã. Tô Thương, cú đánh này, còn tạo thành một thành tựu sao? Tô đại thiếu gia, cậu không biết rồi. Lúc đó tôi căn bản không hề run sợ, chẳng phải là người luyện võ hóa kình sao, cái này thì nhằm nhò gì. Vương Phú Quý vênh váo, kiêu ngạo nói, cô ấy đánh tôi nhiều như vậy, tôi còn chẳng thèm đánh trả nữa kìa. Cậu không dám đánh trả chứ gì, Tô Thương không nhịn được liền hỏi. Khụ khụ. Vương Phú Quý bỗng ỉu xìu người, gượng cười nói, Tô đại thiếu gia, cậu đừng phá đám nữa, giữ lại chút thể diện cho tôi đi chứ. Ha ha. Tô Thương mỉm cười, sau đó tò mò hỏi, Vương đại thiếu gia, đang yên đang lành, sao Lưu Sở Điềm lại đánh cậu vậy, lẽ nào cậu có tính nhớ dai, lại đi ba rồi phải không? Trời đất chứng giám, tôi đã không tới ba từ lâu rồi, hai hôm nay đến một tấm ảnh tôi cũng chưa xem, chứ đừng nói đến đi ba. Vương Phú Quý vô cùng oan ức, liền giải thích chuyện là thế này, trưa hôm qua, Lưu Sở Điềm nói với tôi, cô ấy nói, ba gì, đi rồi. Còn bảo tôi đến nhà cô ấy một chuyến. Tôi nghĩ trong lòng, bà gì, cô ấy đi rồi, thì nói với tôi làm gì, lẽ nào cô ấy muốn ra hiệu cho tôi, để tôi biểu hiện tốt với cô ấy một chút sao? Nghe đến đây, Tô Thương khẽ cười nói, chắc chắn là thế rồi, cậu đến tìm cô ấy chưa? Đến rồi. Vương Phú Quý nghiêm túc nói, tôi cúp điện thoại rồi đi luôn, dù sao thì, bà gì đi cũng là một chuyện lớn, tôi không thể kéo dài thời gian được. Nhưng tôi nghĩ, tôi không thể tay không mà đến được, nếu Lưu Sở Điềm đã nói với tôi, với tư cách là một người bạn trai, thì tốt xấu gì tôi cũng phải thể hiện mình một chút, cho nên tôi đã mua hoa. Ô, Vương đại thiếu gia, không ngờ rằng cậu cũng lãng mạn đó chứ, cũng biết mua hoa cho phụ nữ, được đó, được đó. Tô Thương không kiềm được liền khen. Cái con khỉ,
Vương Phú Quý sầm mặt lại, rồi nói, tôi mua hoa tang, tôi đã mua một vòng hoa luôn. Cậu mua cả một vòng hoa làm gì? Tô Thương ngạc nhiên nói. Thì Lưu Sở Điềm bảo bà dì đi rồi mà tôi còn tưởng cô ấy chết rồi, nên mới mua một vòng hoa tặng cho bà dì của cô ấy đó. Vương Phú Quý tiếp tục nói, tôi không chỉ mua cả một vòng hoa mà còn mua người giấy, biệt thự giấy, xe hiệu, thậm chí có cả một người đàn ông bằng giấy. Tôi cũng chuẩn bị hai chiếc xe, lộn xộn ngổn ngang hết cả một cái xe hàng. Sau đó, tôi không thuê tài xế, mà tự mình lái xe đến nhà Lưu Sở Điềm. Còn nữa, con người tôi thì chẳng có tài năng gì khác, ngoài kỹ năng thổi kèn hạng nhất cả. Vương Phú Quý nhớ lại, khi nhìn thấy Lưu Sở Điềm, tôi thổi ngay một khúc nhạc đưa tang, sau đó thấy vẫn chưa đã tai, tôi lại thổi một bài khóc đám ma. Lúc đó, tôi còn khá đắc ý, nghĩ trong lòng biểu hiện lần này của tôi cũng được đó, vật phẩm đem chôn theo gì đó cũng được chuẩn bị đầy đủ hết, còn thổi kèn sona tốt biết bao nhiêu, nhưng kết quả thì lại đổi lấy được một trận đánh đập dữ dội của Lưu Sở Điềm. Tôi cũng không biết, bà gì, mà cô ấy nói, là ý gì nữa, tôi còn tưởng là một cô gái hung dữ bạo lực như cô ấy, sẽ không biết đùa giỡn chứ. Vương Phú Quý oan ức nói, Tô đại thiếu gia, cậu nói xem tôi có oan ức không cơ chứ. Ha ha ha, Tô Thương nghe thấy vậy, thì cười to ra tiếng, rồi nói, không oan, cậu không pen ức một tẹo nào, đáng chết thì có, uổng phí một cơ hội ngọt ngào để chinh phục Lưu Sở Điềm. Ai muốn chinh phục một người con gái bạo lực như vậy chứ? Vương Phú Quý nhíu mày, nếu không phải cô ấy cũng khá xinh gái, thì tôi đây đã không thèm để ý tới cô ta từ lâu rồi. Tô Thương mỉm cười, hỏi tiếp, đúng rồi, cậu nói chuyện này đã được giải quyết rồi. Cậu giải quyết thế nào vậy, Lưu Sở Điềm đánh cậu một trận, thì lại không tính toán gì nữa sao? Sao có thể thế được? Vương Phú Quý hung hăng nói, Tô đại thiếu gia, cậu cảm thấy cô ấy đánh tôi, vậy chuyện này có thể cho qua được không? Nghe ý tứ của câu nói này, thì cậu vẫn chưa thể giảng hòa được, cứng đầu đó Vương đại thiếu gia. Tô Thương giơ ngón tay cái lên, hỏi tiếp, nói xem, sau đó cậu đã làm như thế nào? Còn làm thế nào nữa? Đương nhiên là, quỳ xuống nhận sai rồi. Vương Phú Quý nghiến răng nói, đồ bạo lực này, đánh tôi một trận mà vẫn không hài lòng, nói sẽ không để yên chuyện này, tôi vừa nghe thì thấy không ổn rồi, phải mau nhận sai với cô ấy thôi, như vậy mới quyết xong được vụ này. May mà tôi thông minh, quỳ xuống kịp lúc, nếu không hôm nay Tô đại thiếu gia cậu sẽ không thể gặp được người anh em này nữa rồi. Vừa nói, nước mắt nước mũi của Vương Phú Quý liền chảy ròng ròng. Phù, Tô Thương cười lớn, hóa ra là giải quyết như vậy à, Vương đại thiếu gia, tôi có sao nói vậy, cậu thật sự hèn nhát quá đấy, thể diện của đàn ông đã bị cậu làm mất mặt hết trơn rồi. Mẹ kiếp, đồ đàn bà kia không biết trái phải gì cả, ỷ mình thô bạo mà chèn ép người khác, tôi còn có thể làm thế nào được nữa chứ? Vương Phú Quý nghiến răng nói, nhưng mà, tôi đây chỉ đang nhẫn nhịn thôi, đợi tôi mạnh lên rồi, sẽ tìm đến cô ấy tính sổ đầu tiên. Nhất định phải đè cô ấy xuống giường, để chấn chỉnh lại. Tốt, không hổ danh là anh em của tôi, có chí hướng lắm. Tô Thương mỉm cười, Vương Phú Quý, hôm nay tôi gọi cậu tới đây, là vì chuyện tu luyện của cậu. Tiếp theo, chỉ cần cậu nghe theo sự sắp xếp của tôi, không quá 3 tiếng đồng hồ, tôi sẽ khiến cậu có được thực lực ngang ngửa với Lưu Sở Điềm. Thật sao, ha ha, Tô đại thiếu gia tuyệt vời ông mặt trời quá. Vương Phú Quý bỗng mừng rỡ, phấn khích nói, nào nào nào, tôi đã chuẩn bị xong rồi, tôi nên làm như thế nào đây? Không vội, tôi nói rõ với cậu trước đã. Tô Thương khẽ cười, sau đó nghiêm túc nói, Vương đại thiếu gia, cái cậu gọi là cao thủ, bọn họ đều là người luyện võ, tu luyện nội công, đan điền sinh ra chân khí. Còn tôi, sẽ khiến cậu trở thành người tu chân, hấp thụ linh khí của trời đất, tôi luyện cơ thể, khống chế linh khí. Tô Thương nói tiếp, hệ thống tu chân, thì mạnh hơn hệ thống luyện võ thuật gấp vô số lần. Cho đến bây giờ, ngoài tôi ra, trên thế giới chưa từng có người tu chân khác. Tô Thương dặn dò, tôi giúp cậu đặt chân đến tu chân, nhưng cậu phải khiêm tốn lại, đừng để lộ ra sớm quá, đánh nhau thì có thể, nhưng không thể nói mình là người tu chân, để tránh gây sự chú ý đến sự ham muốn của các tông phái võ thuật, cậu có thể làm được không? Võ thuật, tu chân. Khuôn mặt Vương Phú Quý tràn đầy sự nghi ngờ,
sau đó nghiêm túc nói, yên tâm đi Tô đại thiếu gia, tôi bảo đảm sẽ không nói cho bất kỳ người nào khác. Ừ, tốt. Tô Thương gật đầu, cười nói, Vương đại thiếu gia, cậu lên giường của tôi đi. Lên giường của cậu làm gì? Vương Phú Quý không hiểu liền hỏi. Sao nói nhiều thế nhỉ, bảo cậu lên thì cứ lên đi, còn muốn mạnh lên nữa không? Tô Thương thúc giục. Muốn. Vương Phú Quý nghe thấy lời này, không hề do dự, chạy ngay đến ngồi xuống giường của Tô Thương. Về phần Tô Thương, anh quay người đóng cửa lại, sau đó nhìn về phía Vương Phú Quý, lạnh lùng nói, cởi quần áo ra. Cởi, cởi quần áo sao? Vương Phú Quý có chút mơ hồ, tôi chỉ học võ thôi mà, sao lại vừa lên giường vừa cởi quần áo vậy? Nhưng mà, Vương Phú Quý vẫn làm theo, cởi áo khoác ra, vứt ở bên cạnh giường. Như vậy không được, cậu phải cởi hết áo ngoài ra, sau đó quay lưng về phía tôi. Tô Thương nói, anh ấy có thể giúp Vương Phú Quý đặt chân đến tu tiên, trừ việc dùng tụ linh trận ra, còn phải dùng một vài thủ đoạn đặc biệt khác nữa, để kích thích gân mạch của Vương Phú Quý, gia tăng thêm tỷ lệ thành công. Nhưng Vương Phú Quý lại không hề biết những điều này, sắc mặt anh lúc này có chút nhợt nhạt. Ý của Tô Thương là gì vậy chứ? Lên giường, cởi hết đồ, quay lưng về phía cậu ấy. Vèo. Chắc Tô đại thiếu gia sẽ không có ý đồ gì với mình đó chứ, lấy việc tu luyện làm lý do, ép mình cùng cậu ấy. Chắc chắn là vậy rồi. Tô đại thiếu gia, không ngờ rằng cậu lại ra tay như vậy với tôi đấy, tôi coi cậu như anh em. Mà cậu thì lại ham muốn cơ thể của tôi. Ôi, nhất nhân gian lưu bất chú, Chu Nhan từ kính hoa tử thụ, tình nghĩa anh em của chúng ta, cuối cùng cũng thay đổi bản chất rồi. Câu thơ của Vương Quốc Duy từ tác phẩm Đai Liên Hua Duy Dinh Tiên Ya Li Biku, Hoa Yêu Bướm Xem Ngày Tận Thế, Chia Tay Và Đau Khổ Tạm Dịch, điều không thể giữ lại nhất trên thế gian chính là khuôn mặt và tuổi trẻ, gương kia không thể lưu giữ được thanh xuân, cũng giống như đến mùa xuân thì cây cối đâm chồi nảy lộc. Rồi đến mùa đông thì héo tàn. Vương Phú Quý vừa cởi quần áo, vừa quay người, đồng thời cũng nghiến răng nói, tới đi, hãy tận hưởng thỏa thích đi, không cần thương tiếc tôi không sợ đau. Đừng thương tiếc tôi. Chấm than. Chứ, cái thứ quỷ quái gì thế này? Tô Thương mặt tối sầm lại, giơ chân lên đạp ngã Vương Phú Quý, khiến anh ấy từ trên giường lăn xuống. Tô đại thiếu gia, anh thật sự định không thương tiếc gì tôi luôn đó hả? Ra tay nặng như thế, anh đúng là đồ khốn nạn mà. Vương Phú Quý vì để trở nên mạnh mẽ, mà hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến nữa, quay lưng với Tô Thương một lần nữa, hai mắt nhắm lại, cắn răng nói, đến đây, Tô đại thiếu gia, cứ thỏa thích mà trà đạp tôi đi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đây. Cút đi, ông đây không rảnh mà đánh cậu nữa. Tô Thương nghiêm túc nói, ngồi không được động đậy. Nếu không thì có xảy ra chuyện gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Tôi không động đậy, được chưa hả, để anh một mình động đậy thôi, anh có mệt hay không hả, thật sự không cần tôi phối hợp với anh hay sao, thực ra tôi có nghiên cứu về phương diện này đó, tôi vẫn có thể phối hợp được với anh, dù sao thì lượng hô hấp của tôi cũng tốt, thổi kèn kỹ thuật hạng nhất, tôi, a. À. Đang nói, Vương Phú Quý phát ra một tiếng kêu thảm, ngay sau đó liền không nói nên lời. Tô Thương bên cạnh, hai tay bắt đầu bấm huyệt, không ngừng khuấy động gân cốt Vương Phú Quý. Cùng lúc này, anh ấy đem 20 viên đá năng lượng còn lại, lấy ra toàn bộ, một lần phóng ra 3 viên, thay nhau để vào trong mắt trận của tụ linh trận. Sau đó, trong căn phòng linh khí xoay quanh, ánh sáng rực rỡ. Chấm chấm chấm. Giờ phút này, Tử Vân Sơn, Vô Ảnh Tông. Đồng Văn Thắng sau khi nhận nhiệm vụ của Tô Thương. Hôm qua liền lên đường đi đến Vô Ảnh Tông, đêm đó liền mang theo đầu của Tô Huyền Thiên đến Tử Vân Sơn, đề nghị được gặp tông chủ. Có điều, lấy thân phận của Đồng Văn Thắng, thì không thể có tư cách để gặp trực tiếp tông chủ được, cần phải có được sự đồng ý của đại trưởng lão. Đúng lúc đại trưởng lão không có ở Vô Ảnh Tông, ông ta có việc đã ra ngoài rồi, vì thế nên Đồng Văn Thắng đành phải ở lại trong tông để chờ. Trong thời gian này, có người hỏi dò Đồng Văn Thắng. Tại sao lại muốn gặp tông chủ, nhưng ông ấy không nói thật, chỉ là thuận miệng trả lời qua loa mà thôi. Bởi vì, bây giờ đầu của Tô Huyền Thiên, giá trị là một đóa tuyết liên 5.000 năm, đối với đệ tử và những người quản giáo ở Vô Ảnh Tông, là một sự hấp dẫn quá lớn. Những người này nếu như biết trong cái túi mà Đồng Văn Thắng mang theo,
có chứa đầu của Tô Huyền Thiên, thì rất khó đảm bảo rằng, ông ấy sẽ không bị người khác ra tay giết người cướp của. Vì thế, Đồng Văn Thắng quyết định, chỉ nói rõ với một mình đại trưởng lão, sau đó để đại trưởng lão đưa mình đến gặp tông chủ. Con người của đại trưởng lão, trong lòng Đồng Văn Thắng biết rõ, ông ta cũng là một kẻ lòng tham vô đáy. Nhưng trưởng lão lại là người coi trọng danh tiếng, ông ta pẽ không tùy tiện cướp đoạt, vì thế cũng coi như giúp ông ấy lại có thêm một tầng bảo vệ nữa. Cứ như vậy, Đồng Văn Thắng ở trong Vô Ảnh Tông đợi một đêm, cuối cùng cũng đợi được đại trưởng lão, Hứa Sơn Cư. Lúc này, ở tông môn Vô Ảnh Tông, Hứa Sơn Cư đầy vẻ mệt mỏi, gấp gáp từ bên ngoài trở về. Đồng Văn Thắng vội vàng nghênh đón, cung kính chào hỏi, tiểu nhân Đồng Văn Thắng, kính chào đại trưởng lão. Hứa Sơn Cư dừng bước, ánh mắt nhìn lên người Đồng Văn Thắng, thản nhiên nói, ông chủ Đồng đây sao, mấy ngày trước không phải ông đã đến đây rồi sao, sao hôm nay lại đến đây nữa, có việc gì sao? Đại trưởng lão, tiểu nhân có một chuyện lớn, muốn báo cáo với đại trưởng lão, phiền đại trưởng lão nói với tông chủ một tiếng. Đồng Văn Thắng khom người xuống, cung kính nói. Chuyện lớn sao? Hứa Sơn Cư nhíu mày, nghi ngờ nói, ông thì có chuyện lớn gì chứ, nói tôi nghe thử xem. Đại trưởng lão, chuyện là thế này. Đồng Văn Thắng bước lên phía trước, nhỏ giọng nói, tiểu nhân. Giết Tô Huyền Thiên rồi, hiện tại đầu của cậu ta, đang ở trong cái bao này của tôi. Tô Huyền Thiên. Hứa Sơn Cư liền có hứng thú, dò hỏi, ông nói, chính là cái người Tô Huyền Thiên đã giết chết Cát Bình đó sao? Đúng vậy, Đồng Văn Thắng trả lời. Tứ trưởng lão Lưu Vĩnh Húc, hôm qua mới nhận lệnh xuống núi đi giết Tô Huyền Thiên, không ngờ lại bị ông nhanh hơn một bước rồi. Sau khi nhận được câu trả lời, Hứa Sơ Cư híp hai mắt lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngược lại hỏi, nghe nói thực lực của Tô Huyền Thiên không phải là yếu, Cát Bình còn không phải là đối thủ của cậu ta, sao ông lại có thể giết được cậu ta chứ? Thưa đại trưởng lão, nhà họ Đồng chúng tôi không có cao thủ gì. Nếu trực tiếp đánh nhau thì chắc chắn không thể được, chỉ có thể dùng mưu trí mà thôi. Đồng Văn Thắng hai tay chắp lại, trả lời, vì thế tôi chủ động lấy lòng Tô Huyền Thiên, nịnh nọt cậu ta, sau đó mời cậu ta đến nhà ăn cơm. Tô Huyền Thiên giết trưởng lão Cát Bình, là kẻ thù của nhà họ Đồng chúng tôi tất nhiên không thể buông tha cho cậu ta được, vì thế tôi đã hạ thuốc độc vào thức ăn của cậu ta. Trong lòng Đồng Văn Thắng cực kỳ sợ hãi. Nhưng bên ngoài lại cố giả vờ bình tĩnh, nói tiếp, tôi cùng với mấy người cấp cao trong nhà họ Đồng, đã uống thuốc giải độc trước rồi, còn Tô Huyền Thiên thì thảm rồi, trực tiếp trúng độc bỏ mạng. Nhưng Tô Huyền Thiên cực kỳ mạnh mẽ, trước khi chết, còn ra tay giết chết mấy thuộc hạ của tôi. Đồng Văn Thắng nói, đơn giản chỉ là tấn công bằng chất độc thôi, Tô Huyền Thiên đã là thế suy sức yếu, bị tôi chém một kiếm, liền chấm dứt mạng sống luôn. Tôi nghe nói về chuyện Tô Huyền Thiên đã giết chết trưởng lão Cát Bình, làm mất mặt Vô Ảnh Tông chúng ta, nên đã làm cho tông chủ nổi giận. Đồng Văn Thắng cuối cùng nói, vì thế, tôi liền lấy đầu Tô Huyền Thiên, cố ý đến đây tặng cho tông chủ. Thì ra là như vậy. Hứa Sơn Cư vuốt vuốt sâu, gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu được, lập tức nhìn vào cái túi mà Đồng Văn Thắng mang theo, khẽ cười nói, ông chủ Đồng, ông chắc là có nhiều chỗ không biết. Bây giờ đầu của Tô Huyền Thiên có giá trị không nhỏ đó nha. Đồng Văn Thắng giả vờ hồ đồ không hiểu, nghi ngờ nói, đại trưởng lão, ông nói vậy là có ý gì chứ, chẳng lẽ giết Tô Huyền Thiên còn được ban thưởng hay sao? Đó là đương nhiên rồi, tông chủ đã nói, đầu của Tô Huyền Thiên có thể đổi lấy một đóa tuyết liên 5.000 năm đó. Trong mắt Hứa Sơn Cư liền hiện ra một sát ý, nhưng kiêng kỵ vì đây là Vô Ảnh Tông, đệ tử tới lui rất đông. Nên liền thu hồi lại ý nghĩ giết người cướp của đó. Vì ông ta là đại trưởng lão, trên một người dưới vạn người, nên vẫn phải chú ý hình ảnh của mình. Đại trưởng lão, Đồng Văn Thắng mơ hồ đã nhận ra sát ý của Hứa Sơn Cư, sau khi vội vàng suy nghĩ, liền nói, đóa tuyết sơn 5.000 năm này đối với tôi cũng không có tác dụng gì, nếu như ông muốn thì tôi có thể tặng cho ông. Hứa Sơn Cư nghe vậy, nhất thời lộ ra một nụ cười. Khen ngợi, ha ha, ông chủ Đồng, ông rất được đó nha, nếu đã như vậy, tôi từ chối thì quá vô lễ rồi. Đại trưởng lão khách sáo quá đi, đồ tốt thế này, vào tay tôi cũng chỉ là vô dụng mà thôi, chỉ có ông mới có thể phát huy hết tác dụng thực sự của nó, tôi lại không muốn phung phí của trời.
Đồng Văn Thắng thở dài một hơi, sau đó chuyển hướng nói, có điều đại trưởng lão, tôi không thể ở Vô Ảnh Tông mà đưa đóa tuyết liên cho ông được, nếu không thì người khác còn tưởng ông ép buộc tôi, ảnh hưởng đến danh tiếng của ông. Ha ha, đúng, rất đúng, ông chủ Đồng, vẫn là ông suy nghĩ chu đáo. Hứa Sơn Cư hài lòng khác thường, vỗ vỗ lên vai Đồng Văn Thắng, lập tức nói, ông nói đúng, không thể ở Vô Ảnh Tông mà đưa cho tôi được, đóa tuyết liên 5.000 năm này, không chỉ có mình tứ trưởng lão muốn, đến nhị trưởng lão cũng muốn bỏ túi, chỉ là không tiện tranh cướp với tứ trưởng lão mà thôi. Nếu như ông giết Tô Huyền Thiên, lấy đi đóa tuyết liên, sợ rằng nhị trưởng lão sẽ để ý đến ông sẽ trở thành tâm điểm chú ý đó. Hứa Sơn Cư suy nghĩ một chút, sau đó chuyển hướng nói, thế này đi, ông chủ Đồng, đợi ông lấy được đóa tuyết liên từ tông chủ, ông cứ mang theo nó trở về Giang Bắc, sau đó mấy ngày thì tôi sẽ đến Giang Bắc tìm ông thấy thế nào? Ý kiến hay. Đồng Văn Thắng nghe vậy, nhất thời lộ ra một nụ cười. Vốn dĩ ông ấy còn lo lắng, không biết trước khi mình trở về Giang Bắc, đại trưởng lão có đi theo để đòi tuyết liên không? Nếu như vậy, cậu chủ nếu muốn tuyết liên, thì phải đối phó với đại trưởng lão trước rồi. Không biết thực lực của cậu chủ, có phải đối thủ của đại trưởng lão hay không, nếu như cậu chủ không đánh được đại trưởng lão thì thật là phiền phức lớn. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, đại trưởng lão nói mấy ngày sau mới đến Giang Bắc lấy tuyết liên, nếu đã như vậy, sẽ để cho cậu chủ có thêm thời gian để chuẩn bị. Nếu cậu chủ cảm thấy không phải là đối thủ của ông ta, còn có thể lấy tuyết liên, rồi bỏ trốn trước. Đến lúc đó, mình sẽ dọn hết của cải, dẫn toàn thể trên dưới nhà họ Đồng, theo cậu chủ rời khỏi Giang Bắc. Sau lưng cậu chủ, chắc chắn sẽ có một tông phái cường đại, nói không chừng sau này có thể nhanh chóng thăng quan tiến chức rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng Đồng Văn Thắng như nở hoa, vội vàng trả lời nói, đại trưởng lão, cứ theo sự sắp xếp của ông mà làm. Chỉ là, thực lực của tôi thấp kém, nếu như trên đường đi có người ra tay với tôi thì phải làm sao được chứ? Ha ha! Hứa Sơn Cư vuốt râu cười nói, không cần phải nếu như, chắc chắn sẽ có người ra tay cướp đoạt đóa tuyết liên, nhưng ông cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ ông chu toàn, không ai dám động đến một sợi tóc của ông. Nếu đã như thế, xin cảm ơn đại trưởng lão. Đồng Văn Thắng cảm kích nói. Người phải nói cảm ơn là tôi đây mới đúng. Cảm ơn ông đã chịu tặng tuyết liên cho tôi. Hứa Sơn Cư khen ngợi nói, ông chủ Đồng, ông không chỉ chủ động tặng đóa tuyết liên cho tôi, còn lo lắng đến danh dự của tôi, chuyện này khiến tôi rất cảm động. Đại trưởng lão khách sáo rồi, đây là chuyện tôi nên làm mà. Đồng Văn Thắng nói, tuy đang được khen ngợi nhưng cảm giác vẫn thấy lo sợ. Ông chủ Đồng, những năm gần đây, tôi đã đòi không ít của cải của ông không trách tôi chứ. Đột nhiên, Hứa Sơn Cư nói. Không đâu. Đồng Văn Thắng trong lòng sợ hãi, ngoài mặt lại bình tĩnh nói, đại trưởng lão, ông đang nói gì vậy chứ? Nhà họ Đồng chúng tôi có được thành tựu như bây giờ, toàn dựa vào sự giúp đỡ toàn lực của ông, uống nước nhớ nguồn là điều đương nhiên, những của cái đó vốn dĩ thuộc nên về ông mà. Ha ha, rất tốt. Hứa Sơn Cư cảm thấy bất ngờ, không nghĩ rằng Đồng Văn Thắng lại biết điều như thế, càng khen thưởng Đồng Văn Thắng hơn. Sau khi dừng lại một lát, Hứa Sơn Cư khẽ cười nói, ông chủ Đồng, đóa tuyết liên này, tôi sẽ không nhận không của ông đâu, ông có muốn đồ vật gì, tâm pháp nội công, bí kíp võ công, hoặc là loại vũ khí gì, chỉ cần ông mở miệng, tôi đều có thể cho ông đầy đủ. Thật sao? Đồng Văn Thắng vui vẻ nói, ông ấy biết mình nên tỏ ra tham lam một chút, thế này mới giảm bớt sự đề phòng của Hứa Sơn Cư, thế là kích động mà nói, đại trưởng lão. Tôi muốn gì, ông cũng đều cho tôi sao? Hứa Sơn Cư thấy biểu cảm của Đồng Văn Thắng, khóe miệng lộ ra một nụ cười khó thấy. Người có tham vọng, rất dễ quản lý, cũng giống như một con chó, chỉ cần cho ăn thì có thể thu phục được. Sau đó ông ta muốn nhìn xem, con chó này muốn ăn thịt hay là xương, nếu không dễ để hài lòng nó, ha ha, thế thì tất nhiên cũng đã mất đi giá trị nuôi dưỡng nó rồi. Hứa Sơn Cư gật đầu. Cười nói, ông chủ Đồng, ông muốn cái gì? Đại trưởng lão, Đồng Văn Thắng sau khi suy nghĩ một lúc, sau đó lấy hết dũng khí nói, tôi nghe nói đeo đá năng lượng, có thể giảm bớt tỷ lệ mang bệnh tật cho người bình thường, người luyện võ đeo, cũng có một chút lợi ích, có thể bồi dưỡng cơ thể. Nhà họ Đồng chúng tôi, không có bối cảnh luyện võ gì,
tôi thân là ông chủ, cũng chỉ mới gặp qua đá năng lượng mà thôi, nhưng chưa từng đeo qua. Đồng Văn Thắng thận trọng nói, vì thế, đại trưởng lão, ông có thể ban thưởng cho tôi một ít đá năng lượng được không? Không cần nhiều đâu, 3 viên là được, tôi giữ lại 1 viên, số còn lại chia cho người nhà của tôi mỗi người một chút. Ông chủ Đồng. Hứa Sơn Cư nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói, ai nói nhà họ Đồng không có bối cảnh luyện võ chứ? Vô Ảnh Tông chính là bối cảnh của ông, Hứa Sơn Cư tôi, chính là bối cảnh của ông, hiểu chưa hả? Đồng Văn Thắng đột nhiên căng thẳng, trong lòng run lên, vội vàng trả lời, hiểu rồi. Thế này còn tạm được. Hứa Sơn Cư gật gật đầu, cười cười nói, còn về đá năng lượng, ha ha, đơn giản thôi, đừng nói là chỉ 3 viên thôi, tôi có thể cho ông 100 viên. Vài ngày trước, tôi tìm thấy được một mỏ đá năng lượng, thứ đồ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hứa Sơn Cư hào phóng cười nói, tôi sẽ phái người xếp gọn vào trong cái vali cho ông, chờ đúng lúc ông đi về, sẽ dễ dàng cho ông mang theo. Nếu như Đồng Văn Thắng muốn những thứ khác, Hứa Sơn Cư ít nhiều gì cũng sẽ rất đau lòng. Nhưng còn đá năng lượng thì, ông ta không thèm quan tâm. Mấy ngày trước, trong núi sâu ở Giang Nam, ông ta phát hiện một cái mỏ, bên trong rải rác toàn đá năng lượng. Hứa Sơn Cư vội vàng trở về. Nên tiện tay đào 100-200 viên. Ông ta đối với đá năng lượng, cũng không thích lắm, thứ này đối với ngòi luyện võ không có tác dụng gì nhiều. Trên thị trường tuy cũng có lưu thông, hơn nữa còn có giá trị không nhỏ, nhưng nhu cầu lại không lớn, cũng không dễ bán. Nếu như bán không được, thì đá năng lượng đối với Hứa Sơn Cư mà nói, chẳng qua chỉ là một khối đá mà thôi, ông ta liền không muốn lãng phí ở trên đây. Bây giờ Đồng Văn Thắng đưa ra đề nghị muốn đá năng lượng, yêu cầu này không hề quá đáng, Hứa Sơn Cư liền hào phóng hứa hẹn tặng 100 viên, nhằm muốn lôi kéo Đồng Văn Thắng. Dù sao thì mình cũng còn phải qua lại nhiều lần trong thành phố nữa, dùng vũ lực áp chế, thì thà rằng lấy lòng ông ta mà thu phục còn hơn. 100 viên đá năng lượng. Đồng Văn Thắng nghe nói như vậy, đột nhiên cực kỳ kích động, cảm ơn đại trưởng lão. Ông ấy nhắc đến chuyện muốn đá năng lượng, hoàn toàn là vì Tô Thương. Đồng Văn Thắng biết cậu chủ đến chợ đen Cửu Môn, là vì muốn mua đá năng lượng. Nên mượn cơ hội lần này, ông ấy muốn đòi Hứa Sơn Cư đưa 3 viên đá năng lượng, định đưa cho cậu chủ. Nhưng ai ngờ, Hứa Sơn Cư lại muốn cho ông ấy 100 viên, ha ha, đúng là niềm vui bất ngờ quá. Đồng Văn Thắng, ông không cần phải khách sáo. Hứa Sơn Cư liếc nhìn Đồng Văn Thắng. Ánh mắt hiện lên một vẻ khinh thường, ha ha, dù sao ông ấy cũng là một chủ nhà ở thành phố chưa từng nhìn ra thế giới. Có điều, Hứa Sơn Cư không biểu hiện ra bên ngoài, mà là thúc giục nói, đi thôi, ông chủ Đồng, tông chủ bây giờ chắc đang ở phòng khách, tôi dẫn ông đi gặp ông ấy. Vâng, Đồng Văn Thắng một mực cung kính trả lời, sau đó liền đi theo Hứa Sơn Cư. .. 11 giờ sáng. Giang Bắc. Biệt thự bờ sông. Vương Phú Quý ngồi khoanh chân ở trên giường, hai mắt khép hờ, hai tay ôm lại như hình mặt trăng, xung quanh tràn ngập linh khí. Mấy giờ đồng hồ, Tô Thương đã giúp anh ấy tẩy tinh phạt tủy rồi, đến mức trên quần áo Vương Phú Quý, trên giường, đều là chất màu vàng bẩn thỉu. Thái Ly kiếm thể. Không ngờ rằng Vương đại thiếu gia thế mà có thể lực đặc biệt như vậy, Thái Ly kiếm thể, dù là ở Huyền Thiên Tiên Đế. Cũng thuộc kiểu con trời vạn năm mới có, nếu là bị những lão giả tông phái luyện kiếm biết được, chắc chắn sẽ toàn lực nuôi dưỡng mà xem. Lúc này, Tô Thương nhìn Vương Phú Quý, lộ ra một nụ cười vui mừng, Vương đại thiếu gia này, ngược lại có thể bồi dưỡng cho thật tốt, sau này trở lại Huyền Thiên Tiên Vực, nói không chừng mình có thể được thơm lây. Bây giờ mình đã đem một chút kiến thức về tu chân, công pháp, kiếm thuật, đều truyền vào não của cậu ấy rồi, cụ thể có thể đi tới đâu. Vẫn phải trông vào vận may của cậu ấy. Tô Thương cười cười, vẫn rất mong đợi vào Vương Phú Quý, sau này có cơ hội có thể trở thành trợ thủ đắc lực của mình. Mấy phút sau, Vương Phú Quý thành công bước vào hàng ngũ tu chân, cảnh giới hiện tại, luyện khí tầng thứ nhất, thực lực có thể so với hóa kình trung kỳ. Tô đại thiếu gia, đây là cái mẹ gì vậy, không phải là cứt gà. Lúc này, Vương Phú Quý đi xuống giường, nhìn lại ga giường một chút. Sau đó nhìn vào quần áo của mình, đột nhiên ngạc nhiên nói, Tô đại thiếu gia, anh thế mà nhân lúc tôi không chú ý,
vụng trộm lấy cứt của tôi ra ngoài sao? Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Tô Thương thẳng tay đấm vào mặt Vương Phú Quý một cái, tức giận nói, khốn kiếp, mày đã làm cái gì vậy, đồ rác rưởi dơ bẩn này. Có chuyện gì vậy? Vương Phú Quý đơ người, lúc sau mới ngượng ngùng nói, cái đó, Tô đại thiếu gia, tôi xin lỗi, là do tôi đã hiểu lầm cậu. Cậu nói gì cơ? Tô Thương nhíu mày nói. Thực sự xin lỗi. Cậu nhắc lại tôi xem nào. Thực sự xin lỗi. Bùm, bùm, bùm. Tô Thương nghe xong không nói lời nào mà túm lấy Vương Phú Quý vật ra, đánh liên tục. Vương Phú Quý vừa la hét và co giật nằm trên mặt đất. Hai, rốt cuộc thì cũng không thể giữ được. Tình bạn, tình anh em gắn bó với nhau bao nhiêu năm như vậy, cậu chỉ biết nói xin lỗi tôi thôi sao, mất rồi, mất hết rồi. Tô Thương lắc đầu nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Chấm chấm chấm. Tuy rằng đánh Vương Phú Quý, nhưng đó chỉ là đùa giỡn mà thôi, Tô Thương ra tay có chừng mực. Bây giờ, Vương Phú Quý là một người tu luyện cấp độ luyện khí đầu tiên, cũng đã trải qua việc tẩy rửa và cắt bỏ tủy. Không lâu sau, Vương Phú Quý bước xuống từ tầng 3 với nụ cười phấn khích. Tô đại thiếu gia, tôi bây giờ có cảm giác mình mạnh hơn, ha ha, tôi yêu cậu đến chết mất. Vương Phú Quý giang tay muốn ôm Tô Thương. Cút đi, ông đây không muốn ôm ấp một ông già như cậu. Tô Thương đẩy Vương Phú Quý ra, sau đó nói, xử lý thông tin trong đầu cậu nhanh dùm tôi cái, như vậy mới có lợi cho cậu. Được rồi. Vương Phú Quý không nhịn được mà hỏi, Tô đại thiếu gia, cậu truyền cho tôi bất diệt thiên công, nó có mạnh không, có lợi hay như tâm pháp nhà họ Lý không? Gì cơ, cậu đang đùa tôi sao? Tô Thương liếc nhìn Vương Phú Quý, nhẹ nhàng nói, so với bất diệt thiên công thì nội công Lý gia không đáng kể tí nào. Một cái là dưới đất, một cái trên trời, không thể so sánh với nhau được. Ha ha, tuyệt vời thật. Vương Phú Quý hổ hứng hỏi, thế còn luân hồi kiếm pháp thì sao, có tuyệt không? Tất nhiên, Tô Thương không nói chi tiết, khi cậu tu luyện đến đỉnh phong, có thể dùng một kiếm cắt xuyên qua hư không, xuyên qua thời đại. Vương đại thiếu gia, cậu có một thân thể tốt, tương lai là người có thành tựu vô hạn, còn có thể vượt qua cả tôi. Cậu phải chăm chỉ luyện tập đó, Tô Thương nghiêm túc nói. Ha ha, tuyệt, mặc dù tôi không biết thân thể tôi có thể tốt như thế nào, nhưng Tô đại thiếu gia à, tôi tin lời cậu nói. Vương Phú Quý vòng tay ôm cổ Tô Thương vui vẻ hứa, Tô đại thiếu gia, đừng lo lắng, sau này tôi mạnh lên, tôi sẽ bảo vệ cậu. Cậu chỉ xếp sau mấy em chân dài của tôi, chúng ta là anh em tốt, tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu đâu. Hừm, Tô Thương trợn mắt nhìn Vương Phú Quý, sau đó nói, còn chưa làm được gì mà đã lên mặt, cậu sẽ phải choáng váng cho mà xem. Ha ha, Vương Phú Quý thoải mái cười to rồi nói, Tô đại thiếu gia, tôi bây giờ cũng là người tu luyện. Khi nào cậu cho tôi binh khí gì đó? Chuyện này đơn giản, tôi có thể chế luyện binh khí. Có dịp tôi sẽ chế luyện cho cậu một thanh kiếm dài. Tô Thương cười nói. Thanh kiếm sao? Tôi không có hứng thú với kiếm. Vương Phú Quý lắc đầu nghiêm túc nói. Tô đại thiếu gia, cậu có thể chế luyện cho tôi một cái kèn sona không? Kỹ năng thổi kèn của tôi là đỉnh cao đấy. Đôi tay này của tôi sinh ra cũng để cầm kèn sona. Kèn sona sao? Tô Thương ngẩn cả người, không thể kết hợp kèn sona với một kiếm đạo tinh anh được. Được. Tôi sẽ làm kèn sona. Vương Phú Quý nghiêm túc, sau đó nói, tôi thật là lợi hại, tôi phải đổi tên mới được. Tên của tôi phải bá đạo một chút mới được, Vương Thất Nguyệt. Vương Bắc Huyền, Vương Thương Lan. Vương Phú Quý dò hỏi, Tô đại thiếu gia, cậu cảm thấy tên nào thì phù hợp với tôi nhất? Tôi cảm thấy cái tên Vương Bá cũng không tồi, cậu hợp với cái tên đó đây. Tô Thương cười nói, Vương Bá sao? Vương Phú Quý lẩm nhẩm một câu, còn chưa kịp phản ứng lại thì Tô Thương đã rời khỏi phòng khách rồi. Vương đại thiếu gia, tôi đến trang viên Lý gia tìm Lý Nguyệt đây, không rảnh luyên thuyên với cậu đâu. Nhớ kỹ là đừng nói với bất cứ ai là cậu đã trở thành người tu luyện đấy. Mẹ kiếp, Tô đại thiếu gia, cậu dám mắng người sao? Còn không chịu giúp tôi. Vương Phú Quý tỉnh táo lại, Tô Thương đã đi xa, anh ấy nói nhỏ. Không phải là chỉ là tìm con dâu thôi sao, cậu có, tôi cũng có, tôi đi tìm Lưu Sở Điềm của tôi đây. Nhà đầu bạo dâm chết tiệt, cô dám đánh tôi,
hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ hội. Với ý nghĩ này, Vương Phú Quý nghiến răng nghiến lợi rời khỏi biệt thự ven sông. Khoảng 20 phút sau, ở trang viên Lý gia, Tô Thương lớn tiếng bước vào, đám người ở nhà họ Lý rối rít chào hỏi, kêu anh ấy ở phòng khách đợi. Ngay sau đó, Lý Thuần Phong đi ra. Cháu chào ông nội Lý ạ. Tô Thương cười chào hỏi. Ừm. Lý Thuần Phong gật đầu, sau đó cười nói, Tô Thương, hôm nay luyện tốt chứ, thông thần đan là bảo bối của nhà họ Lý đấy, cháu đừng để ông phải thất vọng. Ông nội Lý, ông đừng lo lắng, cháu không có lơ là luyện tập đâu. Hôm nay cháu vừa mới đột phá cảnh giới, đã đạt tới hóa kình hậu kỳ rồi. Nói xong, Tô Thương liền xuất ra một tia linh khí hóa kình hậu kỳ. Hóa kình hậu kỳ sao? Lý Thuần Phong nhìn Tô Thương, khiếp sợ nói, là hóa kình hậu kỳ. Ha ha, tiểu tử thối, được lắm, đúng là thiên phú trời ban, cháu thật là tài giỏi, xứng đáng là cháu rể của Lý gia. Lý Thuần Phong hết lời khen ngợi. Ông nội Lý quá khen rồi. Tô Thương cười cười sau đó nói, ông nội Lý, hôm nay cháu đến Lý gia, là vì muốn đón Lý Nguyệt ra ngoài đi chơi. Với lại ông đừng nhốt Lý Nguyệt nữa, thả cô ấy ra đi ạ, để cho cô ấy ra ngoài cho khuây khỏa. Này, Tô Thương, có một số chuyện ông không biết, ông cũng không biết mở miệng như thế nào. Lý Thuần Phong nhìn Tô Thương thở dài một hơi, rồi nói, Lý Nguyệt nhà chúng ta, gần đây có qua lại với cái người thanh niên Tô Huyền Thiên. Chắc cháu biết Tô Huyền Thiên chứ, cháu và Tô Huyền Thiên có liên quan đó. Lý Thuần Phong nói tiếp, Tô Thương, ông đang nhốt Lý Nguyệt vì muốn tốt cho cháu, ông không muốn cháu trở thành người bị. Hai, ông nội Lý. Nghe vậy, Tô Thương cười nhẹ, ông hiểu lầm Lý Nguyệt rồi, cô ấy không có liên quan gì đến Tô Huyền Thiên cả. Hơn nữa, cô ấy không phải loại người như vậy, cho nên ông đừng nhốt cô ấy nữa. Chuyện này, được rồi. Lý Thuần Phong gật đầu nói, càng thêm ngưỡng mộ Tô Thương, ông không ngờ cháu lại là người rộng rãi như vậy, ông đã đánh giá thấp cháu rồi. Nhưng cháu phải để ý đến Lý Nguyệt nhiều hơn, đừng để người ngoài lừa. Cháu hiểu rồi ạ, cháu cảm ơn ông nội Lý đã nhắc nhở. Tô Thương muốn cười to một tiếng, hẳn là Tô Huyền Thiên tự cắm sừng chính mình sao, mình thật là nhàn rỗi thế sao? Sau khi nói chuyện với ông nội Lý xong, Tô Thương một mình đến phòng của Lý Nguyệt. Anh à, em không tám chuyện với anh nữa, chồng sắp cưới của em sắp đến dẫn em đi ăn lẩu rồi. Anh có muốn đi cùng chúng em không? Được, không sao, miễn là anh không cảm thấy xấu hổ là được. Ha ha, buổi tối còn muốn ngủ cùng nhau, như vậy không tốt, không tiện. Ai nói là em có chồng sắp cưới sẽ quên anh chứ? Anh à, anh đừng buồn, chúng ta ngủ cùng nhau, em sẽ ôm anh ngủ. Tô Thương vừa mới chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy Lý Nguyệt nói chuyện điện thoại, mặt cứng đơ lại. Anh sao? Ngủ chung? Chết tiệt! Có lẽ nào mình thực sự bị cắm? Không dễ chịu. Cái cảm giác này không hề dễ chịu chút nào. Tô Thương không thèm gõ cửa nữa, mà trực tiếp đẩy cửa xông vào. À! Lý Nguyệt giật mình một cái, sau khi nhìn rõ là ai thì mới thở phào một hơi, lườm Tô Thương nói, Tô Thương! Anh bị bệnh thần kinh gì vậy, sao vào mà lại không thèm gõ cửa chứ? Ha ha! Tô Thương vẻ mặt nghiêm nghị, bí hiểm, quái dị nói, Lý Nguyệt, có phải là em cảm thấy anh đã phá hỏng chuyện tốt gì của em phải không? Hừ! Lý Nguyệt mặt tràn đầy nghi hoặc, nhíu mày nói, Tô Thương, anh trúng gió hả, sao nói toàn mấy lời kỳ quặc vậy? Nói chuyện như thế nào thì kệ anh, liên quan gì tới em? Tô Thương cười nhạo nói, Lý Nguyệt! Có phải là anh không nên xuất hiện ở đây, làm phiền em và anh trai nhỏ của em nói chuyện tình yêu không? Phiên âm Hán Việt là ca ca nghĩa là anh trai. Khuôn mặt ngọc của Lý Nguyệt lập tức đỏ lên, nghiến răng, nghiến lợi nói, anh nói bậy bạ gì vậy, em nói chuyện tình ái với ai chứ? Ha ha, còn giả bộ nữa. Tô Thương khoanh tay lại, thản nhiên nói, anh đều nghe thấy hết rồi, mở miệng cái là anh trai nhỏ, còn đòi ôm người ta ngủ nữa, Lý Nguyệt. Không ngờ em là loại người này, em khiến anh quá thất vọng rồi. Tô, Thương. Lý Nguyệt trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, thở hổn hển nhìn Tô Thương, sau đó cô lại nghĩ tới Tô Thương tức giận như vậy, chứng tỏ là anh ấy để ý đến mình. Thế là, trong lòng Lý Nguyệt thoải mái hơn một chút, nghiến nghiến răng nói, Tô Thương, nếu như anh đều nghe thấy hết rồi,
vậy thì em cũng không giấu anh nữa, em thật sự có một người anh trai tốt, chúng em thường ngủ với nhau, không có gì không nói cho nhau nghe cả, em ôm anh ấy ngủ, cô ấy ôm em ngủ, chúng em vô cùng thân thiết với nhau. Lý Nguyệt, em im miệng đi, em muốn anh tức chết phải không? Tô Thương không kìm được tức giận, cảm thấy trên đầu mình dường như có một đồng cỏ, lạnh lùng nói cho anh biết tên đó là ai, anh thề anh sẽ không tha cho nó. Hừ, em đói rồi, em muốn đi ăn lẩu, nếu như anh muốn biết anh ấy là ai, thì cứ đi với em đã hẹn anh ấy gặp mặt ở tiệm lẩu. Nói xong, Lý Nguyệt lạnh lùng bước nhanh ra khỏi phòng. Sắc mặt của Tô Thương cũng khó coi vô cùng, anh nắm chặt nắm tay, đi theo phía sau, quyết định chắc chắn phải giết chết tên đó. Dám cắm sừng ông đây, con mẹ nó không muốn sống nữa rồi mà. Ra khỏi trang viên nhà họ Lý. Lý Nguyệt đứng cạnh xe hơi của Tô Thương lạnh giọng nói, đồ ngốc, còn đứng ngẩn ra đó làm gì vậy, mở cửa xe cho em, có biết ga lăng tí nào không hả? Được. Tô Thương nghiến răng, rồi mở cửa xe cho Lý Nguyệt, sau đó tự mình ngồi vào ghế lái. Đi đến nhà hàng lẩu Hương Vị Tứ Xuyên, Lý Nguyệt khó chịu nói, nhìn cũng không thèm nhìn Tô Thương. Hừ. Tô Thương hừ lạnh một tiếng, sau đó khởi động xe. Anh cố ý nhấn ga thật mạnh phóng đi thật nhanh. Chiếc xe giật mạnh khiến cho cơ thể của Lý Nguyệt ngã về phía sau, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc lộ ra vẻ hoảng sợ. Tô Thương, anh hành hạ vợ đi, rồi sau đó anh sẽ hối hận cho mà xem, anh cứ chờ đó. Lý Nguyệt lườm Tô Thương, nghiến răng nghiến lợi mắng, cùng lúc đó thì cô gửi tin nhắn cho anh trai lúc nãy, báo cho đối phương biết địa điểm gặp mặt. Không lâu sau. Tô Thương và Lý Nguyệt đã đến nhà hàng Hương Vị Tứ Xuyên, nhà hàng lẩu này hương vị không tệ, bây giờ rất là đông khách. Nhưng mà Tô Thương chỉ cần bỏ ra nhiều tiền một chút, thì vẫn có thể đặt được một phòng ăn riêng. Tiếp theo đó, Tô Thương và Lý Nguyệt ngồi ở trong phòng chờ người kia đến. Trong thời gian này, bọn họ cũng không gọi món, ai cũng không thèm nhìn mặt ai, trong lòng mỗi người đều có một cục tức riêng. Khoảng mười mấy phút sau, một cô gái xinh đẹp mặc một bộ tennis đi vào phòng ăn. Người đẹp này có lẽ khoảng hơn 20 tuổi, khuôn mặt trái xoan, các đường nét trên khuôn mặt vô cùng thanh tú, xinh đẹp, làn da thì trắng như tuyết. Cô ấy cao khoảng 1,7 mét, đôi chân dài thẳng tắp, thon thả, mang một đôi tất trắng, cô ấy mặc bộ đồ này khiến cô ấy trông vô cùng gợi cảm. Người đẹp đó có trang điểm nhưng không trang điểm đậm, chỉ trang điểm nhẹ nhàng, khóe mắt còn đính những viên pha lê nhỏ. Trông như những nốt ruồi lệ tạo nên một phong cách độc đáo. Lý Nguyệt nhìn thấy cô ấy, lập tức trách mắng, ca ca, sao giờ cậu mới tới? Lý Nguyệt, ngại quá, tớ nhìn thấy tin nhắn liền đến ngay, nhưng mà trên đường thì kẹt xe, chậm chết đi được. Người đẹp cười trả lời. Được rồi. Lý Nguyệt gật đầu, sau đó lại lườm sang Tô Thương, lạnh nhạt giới thiệu nói, Tô Thương, làm quen một chút, cô ấy chính là ca ca trong lời em nói lúc nãy. Tô Thương nhất thời sững sờ, nghi hoặc nói, không phải là kêu là anh trai sao, sao lại là một cô gái? Tên của cô ấy là Ngu Ca. Ngu Ca. Lý Nguyệt nghiến răng nói lớn, ngu trong từ ngu cơ, còn ca trong từ ca vũ. Em và cô ấy là bạn học hồi đại học, rất thân thiết với nhau, cho nên em chỉ gọi có tên phía sau thôi, ca ca, như vậy có vấn đề gì không? Lý Nguyệt hỏi ngược lại. Thì ra ca ca. Không phải là anh trai kia. Trong tiếng Trung hai từ tên ca ca của cô gái kia đọc lên giống với từ cưa cưa, phiên âm Hán Việt là ca ca nghĩa là anh trai, cho nên Tô Thương mới nghe hiểu lầm thành anh trai. Tô Thương liên tục cười khổ, sau khi phản ứng lại, vội vàng kết thúc cuộc chiến tranh lạnh này, chạy tới ngồi bên cạnh Lý Nguyệt, ôm lấy cánh tay của Lý Nguyệt, nịnh nọt nói, vợ à, anh xin lỗi, đều là anh sai, là anh hiểu lầm em rồi. Ha ha. Anh vừa rồi cứng rắn như vậy, làm sao có thể sai được? Lý Nguyệt học theo điệu bộ của Tô Thương, khoanh cánh tay, cười nhạo nói. Đương nhiên, cô chỉ giả bộ mà thôi, kỳ thực trong lòng cô ấy không hề tức giận. Bởi vì Tô Thương để ý đến cô, cho nên sau khi xảy ra hiểu lầm mới thẹn quá hóa giận, Lý Nguyệt có thể hiểu được. Nhưng mà Tô Thương không tin tưởng mình, chuyện bôi bác như vậy, bắt buộc phải trừng phạt một chút mới được. Bây giờ. Lý Nguyệt chính là cố ý làm khó Tô Thương, để cho Tô Thương có thể ghi nhớ kỹ lỗi lầm này. Vợ à, anh thật sự biết sai rồi,
em tha lỗi cho anh đi. Lúc này Tô Thương lay nhẹ cánh tay của Lý Nguyệt. Lý Nguyệt nhìn Tô Thương, hừ lạnh một tiếng, rồi hỏi, anh sai chỗ nào chứ, nói thử em nghe nào. Vợ à, là do anh không có hỏi rõ ràng, là anh không nên nổi giận, là anh không nên chất vấn. Tô Thương đang giải thích thì Lý Nguyệt lại đột nhiên bịt hai lỗ tai lại, tức giận nói, em không nghe, em không nghe. Tô Thương vội vàng ngậm miệng lại, rồi ngồi sang một bên với nụ cười gượng gạo. Đàn ông mấy anh không có phải là đồ tốt đẹp gì cả, làm sai một cái liền mạnh miệng giải thích, không có chút tí chân thành nào. Lý Nguyệt tức giận, liếc Tô Thương. Tô Thương sống mũi, cười khổ nói, vợ à, là em kêu anh giải thích mà. Hừ, bây giờ lại học được cái kiểu đem trách nhiệm đổ hết lên đầu em rồi đúng không? Tô Thương, anh khiến em quá thất vọng rồi, không ngờ anh là loại người như vậy. Lý Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, tùy em muốn nói sao thì nói vậy, Tô Thương bất lực, giơ hai tay ra nói. Hừ, anh không còn kiên nhẫn được nữa đúng không, thật sự khiến người ta thất vọng mà. Lý Nguyệt hừ lạnh nói. Vợ à, em đúng là một con nhóc gây chuyện mà, ca ca rõ ràng là nữ, sao em lại không nói thẳng cho anh biết, em cố ý đúng không, xem anh làm sao trừng phạt em nhé. Tô Thương dứt khoát không giải thích nữa, trực tiếp ôm lấy Lý Nguyệt, tay chân bắt đầu không ngoan ngoãn, con nhóc gây chuyện, nói, em còn gây chuyện nữa hay không? Ha ha ha, Tô Thương, anh đừng có chọc lét nữa, em tha thứ cho anh được rồi chứ gì? Không được, nói cho anh nghe, sau này còn gây chuyện nữa hay không? Không gây chuyện, cái đó thì không thể được, nếu như anh chọc em nổi giận, em sẽ gây chuyện nữa cho anh xem. Được thôi. Xem ra là anh vẫn còn nhẹ tay đúng không, anh phải mạnh tay thêm chút nữa mới được. A ha ha, được rồi, Tô Thương, em sai rồi, em không gây chuyện nữa là được rồi chứ gì. Xem như tạm được. Cuối cùng, Lý Nguyệt mềm nhũn rồi thì Tô Thương mới dừng tay lại, ôm chặt lấy vợ mình, hành động của họ vô cùng ngọt ngào. Khụ khụ. Lúc này, người đẹp mặc bộ đồ tennis ho khan hai tiếng, rồi nói, Lý Nguyệt. Cậu kêu tớ qua đây là để ăn cơm chó sao? Ý chỉ cho người khác nhìn thấy cảnh cặp đôi thân mật với nhau. Nghe thấy lời nói của người đẹp kia, Lý Nguyệt lập tức cảm thấy ngượng ngùng, khuôn mặt ngọc đỏ bừng lên, cô đẩy Tô Thương ra. Tiếp theo đó, cô chỉnh lại quần áo, đỏ mặt cười nói, ca ca, sao vậy, không phải cậu muốn ăn lẩu với chúng tớ sao, nào, nhanh ngồi xuống đi. Người đẹp kia mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Lý Nguyệt. Sau đó lại nhìn sang Tô Thương, nhíu mày nói, Lý Nguyệt, anh ấy là chồng sắp cưới, đệ nhất công tử bột ở Giang Bắc, Tô Thương sao? Lý Nguyệt gật gật đầu. Ha ha, tuy rằng anh ấy không xấu xí, nhưng cũng không phải rất đẹp trai, lại là người khét tiếng nữa. Người đẹp mặc bộ đồ tennis thoáng chút không hài lòng, sau đó lại nói, Lý Nguyệt, người như vậy sao xứng là chồng chưa cưới của cậu được chứ, nếu như tớ mà là cậu. Cho dù có phải chết thì tớ cũng không thèm gả cho anh ấy. Đều là sắp đặt của người nhà cả. Bây giờ là thời đại nào rồi, nước ta đã ban hành lệnh cấm, sớm đã không cho phép sắp đặt hôn nhân rồi. Người đẹp mặc bộ đồ tennis xúi giục nói, Lý Nguyệt, chống cự lại đi, nếu cậu không kháng cự lại thì cậu sẽ phải chấp nhận số phận bất công này, dựa vào cái gì mà bắt cậu dùng hạnh phúc cả đời làm con bài cho gia đình chứ. Chỉ cần cậu đồng ý. Thì tớ sẽ sắp xếp cho cậu rời khỏi Giang Bắc, đi đến Giang Nam, hoặc là ra nước ngoài, thế giới rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có chỗ cho cậu dung thân. Người đẹp mặc bộ đồ tennis đưa ra chủ ý. Ha ha, ca ca, không có nghiêm trọng vậy đâu, tớ và Tô Thương thật sự là do gia đình hai bên sắp đặt. Lý Nguyệt mỉm cười, rồi nhìn sang Tô Thương, thoáng chút thẹn thùng, sau đó tiếp tục nói, nhưng mà bọn tớ là thanh mai trúc mã, có tình cảm với nhau, kỳ thực. Con người Tô Thương cũng rất tốt, mấy cái kia đều là tin đồn bên ngoài cả, không phải là thật đâu. Anh ấy, rất tốt sao? Người đẹp mặc bộ đồ tennis nghe thấy như vậy, khinh thường nói, Lý Nguyệt, đừng có mà giấu tớ, mặc dù tớ đến từ Giang Nam, nhưng tớ đang học ở Giang Bắc, tớ cũng đã nghe tới một chút về danh tốt của Tô Đại Thiếu gia rồi. Một người cả ngày ở trong quán bar, đêm nào cũng hát hò, đến mỗi cái mà cũng muốn cắn mấy nhát. Làm sao có thể tốt được? Vẻ kinh tởm hiện lên trong mắt người đẹp mặc bộ đồ tennis, không hề che giấu chút nào. Tô Thương nghe thấy như vậy,
trong lòng vô cùng khó chịu, con nhỏ này ý gì đây, vậy mà dám ở trước mặt vợ mình nói xấu mình sao? Không được, phải xử đẹp cô ta mới được. Suy nghĩ như vậy, ánh mắt Tô Thương nhìn sang người đẹp mặc bộ đồ tennis, sau đó liền nảy ra một chủ ý. Tên thối tha, nhìn gì mà nhìn. Người đẹp mặc bộ đồ tennis đột nhiên phát hiện ra Tô Thương đang chăm chú nhìn mình, lập tức lạnh giọng nói. Ha ha, ngu ca tiểu thư đúng không, cô nói xấu tôi nhiều như vậy, tôi không thèm tính toán với cô. Tô Thương nở một nụ cười nham hiểm, sau đó cười nói, nhưng mà, tôi muốn hỏi cô 5 câu hỏi, cô có thể trả lời tôi được không? Hừm, tên thối tha, hỏi bậy bạ gì mà hỏi, hỏi đi, tôi không sợ anh đâu. Người đẹp mặc bộ đồ tennis lạnh lùng nói. Vậy được, tôi bắt đầu hỏi nhé. Tô Thương nhìn người đẹp mặc bộ đồ tennis, khẽ cười nói, câu hỏi thứ nhất, người đẹp, tôi nhìn thấy cô lái xe tới, chắc chắn là có gara xe nhỉ, vậy thì gara xe của cô có bao nhiêu chiếc không cùng thương hiệu? Hừ, người đẹp kia dừng lại một lúc, cảm thấy hiếu kỳ vì sao Tô Thương lại hỏi vấn đề này, nhưng cô ấy cũng thành thực trả lời, tôi có nhà và ở riêng. Nhưng thỉnh thoảng gia đình tôi có đến tìm tôi, có khoảng hơn chục chiếc ô tô đậu trong gara. Câu hỏi thứ hai, gara xe nhà cô có màu gì? Tô Thương hỏi tiếp. Người đẹp mặc bộ đồ tennis trả lời, anh hỏi màu sơn của gara xe nhỉ, là màu đen. Đều là màu đen. Tô Thương lẩm bẩm nhỏ một câu rồi lại cười đùa nói, câu hỏi thứ ba, đã dọn sạch cỏ dại ở rìa gara chưa? Đây là câu hỏi vớ vẩn gì vậy? Người đẹp mặc bộ đồ tennis nghi hoặc nhưng sau đó cũng nghiêm túc nói, gara của tôi không có cỏ dại. Là không có dài, hay là mọc dài rồi cô dọn sạch rồi? Tô Thương tiếp tục hỏi. Không có dài. Vậy thì không thể, sao lại có người không dài chứ? Tô Thương nhỏ tiếng lẩm bẩm. Của tôi là nhà để xe tiêu chuẩn, làm sao cỏ dại mọc được? Thật là nhàm chán, còn có câu hỏi nào nữa không? Người đẹp mặc bộ đồ tennis sốt ruột nói. Được rồi, cô nói không dài thì không dài vậy. Tô Dương giang hai tay, sau đó nhìn người đẹp mặc bộ đồ tennis cười đùa nói. Câu hỏi thứ tư, cô đã từng đậu xe nhập khẩu trong gara của mình chưa? Đương nhiên là có rồi, và còn thường xuyên nữa. Thì ra là vậy. Tô Thương cong môi chê bai, sau đó nhếch miệng hỏi. Câu cuối cùng, nếu trời mưa, thì có thể đậu xe ở sân sau nhà cô được không? Sân sau? Sân sau gì chứ? Tôi ở trong một khu cao cấp nhỏ, không phải là biệt thự, không có sân sau. Người đẹp mặc bộ đồ tennis đang nói thì nhìn thấy biểu cảm nham hiểm của Tô Thương liền nghĩ lại 5 câu hỏi này, biểu cảm của cô ấy đột nhiên đông cứng lại, và giọng nói của cô ấy đột ngột dừng lại. Gara trong lời nói của tên này thật sự là gara xe sao? Nhìn cái biểu cảm này của anh ta, chắc chắn không đơn giản như vậy. Lẽ nào gara mà anh ta nói đến là chỉ? Quá bị ổi mà. Người đẹp mặc bộ đồ tennis như bừng tỉnh ngộ, chẳng trách Tô Thương vô duyên vô cớ lại hỏi mình 5 câu hỏi này, thì ra là có ý xấu xa khác, nó ám chỉ cái khác mà. Sau khi người đẹp mặc bộ đồ tennis phản ứng lại thì khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, thẹn thùng cúi đầu xuống. 5 câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất, trong gara xe có bao nhiêu chiếc xe? Rõ ràng là ý hỏi mình có bao nhiêu bạn trai, đã phát sinh quan hệ với bao nhiêu người đàn ông rồi. Câu hỏi thứ hai, gara xe màu gì? Câu hỏi thứ ba, cỏ dại ở hai rìa gara xe có được dọn sạch chưa? Câu hỏi thứ tư, trong gara xe đã từng đậu xe nhập khẩu chưa? Câu hỏi thứ năm, nếu như trời mưa, thì sân sau có thể đậu xe không? À, cái tên Tô Thương này, thật thâm hiểm mà. Không hề đơn giản chút nào. Sau khi hiểu rõ ẩn ý của 5 câu hỏi, rồi lại nghĩ lại mấy câu trả lời của mình lúc nãy, biểu cảm của người đẹp mặc bộ đồ tennis trở nên vô cùng phức tạp, hận không có một cái lỗ mà chui xuống. Ca ca. Lúc này, Lý Nguyệt hiếu kỳ hỏi, cậu sao vậy, sao sắc mặt xấu quá vậy? Không, không sao. Người đẹp mặc bộ đồ tennis trả lời Lý Nguyệt sau đó lại nhìn sang Tô Thương. Nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Thương, anh thật là vô lại. Ngu ca tiểu thư, cô đang nói gì vậy, tôi chỉ muốn hỏi thăm về nhà cô thôi mà, sao lại vô lại rồi chứ? Tô Thương cười đùa nói. Anh, người đẹp mặc bộ đồ tennis biết chuyện này không thể nói rõ ra được, cho dù có nói thẳng ra thì Tô Thương cũng sẽ không thừa nhận là có ý đó,
mà sẽ nói là do mình nghĩ nhiều mà thôi. Thế là, cô ấy không nói tiếp về vấn đề này nữa, mà lạnh lùng nói, Tô đại thiếu gia đúng là học bác uyên thâm mà, cả người đầy thủ đoạn, không phục cũng không được. Ha ha, thường thôi, Ngô tiểu thư cũng rất là lợi hại, ẩn ý như vậy mà cũng có thể hiểu được, xem ra cô không hề nói dối, trong gara đúng là đã đậu hơn chục chiếc xe, kinh nghiệm về lĩnh vực này thật phong phú mà. Tô Thương ra vẻ bất đắc dĩ nói. Bị ổi, anh mới kinh nghiệm phong phú. Người đẹp mặc bộ đồ tennis không có sở thích nào khác, cô ấy chỉ hay thích nói vài câu đùa ẩn ý, cho nên khi cô ấy nghe mấy câu hỏi của Tô Thương mới nhanh chóng hiểu ra được ẩn ý bên trong như vậy, chứ trên thực tế, cô ấy là người trong sáng về mặt này. Nhưng mà, người đẹp mặc bộ đồ tennis không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, thế là chủ động né tránh, lạnh lùng nói, Tô đại thiếu gia, nói cả buổi trời, ngay cả họ của tôi cậu cũng không biết, ai nói cậu là tôi họ Ngu. Cô tên là Ngu Ca, không là họ Ngu, lẽ nào lại là họ Ca? Tô Thương cười đùa nói. Tô Thương. Lúc này, Lý Nguyệt ở bên cạnh nói, ca ca không phải họ Ngu, cô ấy họ Trương, tên là Ngu Ca. Họ Trương. Tô Thương khựng người lại, biểu tình cổ quái nói, Trương, Ngu Ca. Trương Ngu Ca sao, cô có biết SpongeBob và Patrick Star không? Là hai nhân vật trong phim hoạt hình SpongeBob. Trong phim hoạt hình này có một nhân vật sở quý tuất Tentacle Trang Yêu Cưa Trang Yếu Cưa, anh Bạch Tuộc, phát âm gần giống với tên Trương Ngu Ca. Trương Ngu Ca. Cô ta cũng biết Hải Miên Bảo Bảo và Phái Đại Tinh sao? Nghe thấy câu hỏi của Tô Thương, khuôn mặt thiếu nữ của cô ta bỗng sầm lại, nghiến răng nói, Tô Đại Thiếu Gia, không được gọi tôi là Trương Ngư Ca. Ha ha, Ngu Ca, Ngu Ca, tên hay đó, vừa nghe thì đã thấy là có văn hóa rồi. Tô Thương tiếp tục trêu chọc, lắc đầu rồi cười nói, đáng tiếc, là cô họ Trương. Anh còn nói nữa. Trương Ngu Ca nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, Lý Nguyệt, cậu xem kìa, bảo anh ấy đừng nói nữa. Ừ. Lý Nguyệt an ủi Trương Ngu Ca trước, sau đó nhìn về phía Tô Thương, khuyên nhủ, được rồi Tô Thương, đừng chọc giận ca ca nữa, cậu ấy không hiểu anh, cho nên mới có thái độ không tốt với anh thôi. Đổi khía cạnh khác mà nghĩ xem. Cậu ấy đều là vì muốn tốt cho em, do đó cậu ấy mới nhằm vào anh thôi mà. Lý Nguyệt cười nói. Tô Thương nghĩ lại, quả thực cũng có lý, nên không trêu chọc Trương Ngu Ca nữa. Sau đó, ba người bọn họ bắt đầu gọi món, ăn cùng nồi lẩu đang còn nóng hôi hổi. Sau khi ăn xong, bọn liền đi ra khỏi quán lẩu cay vị Tứ Xuyên. Tô Thương, anh về trước đi, em với ca ca định đi tìm Thanh Đại, sau đó sẽ đi dạo phố một lát. Lúc đó, Lý Nguyệt nói với Tô Thương. Ừ được. Tô Thương mỉm cười, rồi nhìn về phía Lý Nguyệt, khẽ nói, vợ à, buổi tối có thể đến biệt thự cạnh sông được không? Anh sẽ chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến cho em, chúng ta sẽ tận hưởng một không gian riêng tư chỉ có hai người thôi. Không gian riêng tư chỉ có hai người. Lý Nguyệt nghe thấy vậy, không biết đã nghĩ đến cái gì, mà mặt đỏ ửng lên, gật đầu ngại ngùng nói, được. Sau đó, cô ấy vội quay người lại, rời đi cùng với Trương Ngu Ca. Lý Nguyệt, Tô đại thiếu gia rõ ràng là không có ý tốt gì cả, cái gì mà bữa tối dưới ánh nến, đó chính là một cái bẫy nguy hiểm đấy, anh ấy muốn. Ừ, cậu biết rồi đó. Tớ biết chứ. Vậy sao cậu còn đồng ý? Tớ là vợ sắp cưới của anh ấy, bọn tớ cũng có hôn ước rồi, kết hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi, anh ấy cứ nhắc đến mãi. Mà tớ lại cứ từ chối thì không thú vị lắm, mấu chốt là, tớ từ chối anh ấy rồi, mà anh ấy lại không đi tìm người con gái khác, vậy tại sao tớ lại phải đem người đàn ông của tớ, đẩy đến tận miệng cho người con gái khác chứ? Lý Nguyệt ơi, cậu có suy nghĩ gì vậy, không thể tin nổi, dưới cái nhìn của người chưa kết hôn, sao cậu có thể làm loại chuyện đó được chứ? Còn nữa, cậu phải mạnh mẽ lên, nếu anh ấy dám tìm đến đám phụ nữ không đứng kia, thì cậu phải chia tay. Hủy bỏ hôn ước với anh ấy ngay. Như vậy không được đâu, đàn ông con trai cũng như hạt cát trong tay, càng nắm chặt tay thì càng ít cát, muốn thu được nhiều hơn thì phải nắm vững phương pháp. Trời ơi, Lý Nguyệt, lần đầu tiên tớ nghe quan điểm về tình yêu của cậu, thật không thể tin nổi, cậu có biết con gái bây giờ mạnh mẽ lắm không hả? Nào là phạt đàn ông quỳ xuống bàn phím, giao hết toàn bộ tiền lương, việc nhà cũng vứt hết cho đàn ông, đó mới là hình mẫu của con gái chúng ta. Ôi, cậu nghe tớ đi, sau này cậu.
chấm chấm. Tô Thương đưa mắt nhìn theo Lý Nguyệt và Trương Ngô Ca đang dần biến mất, mang máng nghe được cuộc trò chuyện của hai người, khóe miệng để lộ ra một nụ cười, càng ngày càng có thiện cảm với Lý Nguyệt. Cô gái tên Lý Nguyệt này, không hề tranh đua với đời, rất hiểu chuyện, vô cùng rộng lượng. Kiểu vợ như xuất sắc như vậy, cũng rất khó tìm nha. Ai như Trương Ngô Ca cô, đúng là đồ đàn bà xấu xa, không được rồi, sau này phải ngăn không cho Lý Nguyệt tiếp xúc với cô ta, để tránh học hỏi những tật xấu mới được. Tô Thương lẩm bẩm, rồi mở cửa xe, ngồi vào trong, định trở về biệt thự cạnh sông. Ông chủ! Nhưng lúc này, trong đầu Tô Thương, bỗng truyền đến giọng nói mơ hồ của một cô gái trẻ. Sau đó, một con chó Teddy liền xuất hiện ở bên cạnh chiếc xe hơi, vẫy vẫy cái đuôi làm ra vẻ tội nghiệp nói, ông chủ, tôi nhớ anh chết đi được, anh không cần tôi nữa rồi phải không? Thục Phân sao? Tô Thương mỉm cười. Lúc trước ở trong phòng của Lý Nguyệt, anh ấy đã thấy Thục Phân, có điều lúc đó Tô Thương cứ tưởng mình đã bị cắm sừng, nên tâm trạng cũng không tốt mấy, vì thế cũng không có suy nghĩ nhiều đến như vậy. Thục Phân, sao lại không cần mày được chứ? Mày là thuộc hạ tài giỏi của tao mà. Tô Thương khẽ cười nói, mày chạy từ trang viên nhà họ Lý đến đây hả? Ừ, ông chủ, yên tâm đi, tôi rất cẩn thận đấy, không hề làm ảnh hưởng đến người khác đâu. Thục Phân lễ phép trả lời. Vậy thì tốt. Tô Thương gật đầu, rồi nói, hai ngày này tao sẽ cho mày hấp thụ ít tinh huyết của cao thủ, mày biến vào vòng tay chứa đồ, rồi luyện hóa tinh huyết, nâng cao thực lực một chút. Sau đó lại về bảo vệ Lý Nguyệt. Tinh huyết sao? Thục Phân vừa nghe thấy vậy, hai mắt bỗng sáng rực lên, phấn khích nói, ừ, tôi biết là ông chủ sẽ không quên tôi mà. Ha ha! Tô Thương để lộ ra một nụ cười, sau đó động lòng, đem Thục Phân biến vào trong vòng tay chứa đồ. Wow, tinh huyết mạnh thật đấy, cảm ơn ông chủ ạ, thôn thiên linh thú quyết, cho tôi ăn đi. Sau khi Thục Phân cảm kích Tô Thương, ngay lập tức Tô Thương lại truyền công pháp cho nó, tiến hành trạng thái tu luyện. Cái đồ chỉ vì cái lợi trước mắt này. Tô Thương khẽ cười, Tô Thương khởi động xe, nhanh chóng trở về biệt thự cạnh sông. Bây giờ, đã trừ khử được nhà họ Nạp Lan. Dường như y đằng của cảnh giới địa tông nước D, cũng đã bị trừ khử, chắc hẳn trong một thời gian ngắn, sẽ không có cao thủ tông phái nào tới nữa. Bây giờ... Đối thủ của Tô Thương chỉ có một nhân vật lớn đang ẩn trốn sau lưng các tông phái luyện võ lớn kia thôi. Cha đã từng nói, người đó là một thiếu gia trẻ tuổi, không biết tại sao lại muốn hủy diệt nhà họ Tô. Nhưng bất kể đó là ai đi chăng nữa, thì người này cũng buộc phải chết. Nhưng địch ở trong tối, Tô Thương đương nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ được, mà buộc phải che giấu thực lực cho tốt. Giả heo ăn thịt hổ. Thường thì sẽ đạt được hiệu quả hơn bản thân mong đợi. Sau khi trở về nhà, Tô Thương bắt đầu sắp xếp lại ký ức ở trong đầu, ôn tập lại một chút ký ức như luyện đan, luyện khí, trận pháp, công pháp, bí thuật, nói không chừng cũng có thể dùng đến mấy thứ đó. Đương nhiên, Tô Thương cũng không hề quên cuộc hẹn với Lý Nguyệt, đã nói trước với Quách Ý chuẩn bị các công đoạn cho bữa tối dưới ánh nến, bảo anh ấy mới một đầu bếp nổi tiếng nhất Giang Bắc đến biệt thự. Để làm một bữa tối thịnh soạn nhất có thể. Thời gian thấm thoát trôi đi, màn đêm đã dần buông xuống. Tiêu tốn mất vài tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng sắp xếp xong rồi. Tô Thương khoanh chân ngồi trên giường, từ từ mở mắt, khóe miệng để lộ ra một nụ cười. Sau đó, anh đi xuống từ tầng 3, đến phòng khách. Đại thiếu gia, Quách Ý lễ phép chào hỏi. Ừ, Tô Thương gật đầu. Sau đó lạnh lùng hỏi dò, chuyện tôi nhờ cậu làm, thế nào rồi? Thưa đại thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị ổn thỏa, không gian cũng đã sắp xếp xong rồi ạ. Quách Hí cười nói, còn về đầu bếp, tôi cũng đã mời người đó đến rồi ạ. Bây giờ biệt thự chỉ có hai người chúng ta, đại thiếu gia, tôi cũng không làm phiền đến nhã hứng của cậu và thiếu phu nhân nữa, xin phép cáo lui trước ạ. Ừ, cậu làm tốt lắm. Tô Thương gật đầu. Sau đó đẩy một luồng linh khí vào trong cơ thể Quách Hí, lạnh lùng nói, nếu luyện hóa nó, thì cậu có thể đặt chân đến tông sư hậu kỳ. Bây giờ, Tô Thương đã đặt chân đến luyện khí tầng thứ 6, cũng đã có được năng lực giúp đỡ các tông sư khác nâng cao cảnh giới. Cảm ơn đại thiếu gia. Quách Hí vô cùng vui mừng, quỳ một chân xuống đất, chắp tay lại, rồi cảm ơn một cách cung kính lễ phép. Quách Hí đã rời đi,
Tô Thương chuẩn bị gọi điện thoại liên lạc với Lý Nguyệt, thì lúc này, Đổng Văn Thắng đột nhiên gọi điện thoại đến. Hừ! Tô Thương hơi nhíu mày, liền nghe điện thoại. Sau khi nghe điện thoại, Đổng Văn Thắng ở đầu dây bên kia liền khoe khoang như tìm thấy báu vật nói, ông chủ, tôi đã thành công lấy được Tuyết Liên 5.000 năm rồi, bây giờ đã hạ cánh xuống sân bay, tôi đang trên đường đi đến biệt thự ở ven sông, còn nữa, ông chủ, nói cho cậu nghe một thông tin này nữa, tôi đã lấy được 100 viên. Á! Đổng Văn Thắng đang nói, đột nhiên thốt lên một tiếng kêu thảm thiết, sau đó điện thoại cũng tắt luôn. Không xong rồi. Ánh mắt Tô Thương sắc lạnh, liền nhận ra Đổng Văn Thắng đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn, trong nháy mắt ánh mắt của anh ấy đã tràn ngập sát ý. Sau đó, Tô Thương nhắm mắt lại, dùng thần thức lục soát mất một hồi, sau đó thi triển chỉ xích thiên nhai, trong nháy mắt bóng người đã biến mất ngay tại chỗ. Giờ phút này, ở bên ngoài Giang Bắc, trên quốc lộ, có một chiếc Range Rover, bị đổ lật ở ven đường, kính ở phía trước xe cũng vỡ nát bét hết, đèn cảnh báo thì nhấp nháy. Tài xế của chiếc xe này, chính là Đổng Văn Thắng. Hôm nay, Đổng Văn Thắng được đại trưởng lão dẫn đi, gặp được tông chủ tông vô ảnh Đoàn Tứ Hải. Sau khi Đoàn Tứ Hải biết được Đổng Văn Thắng đã giết được Tô Huyền Thiên, thì giữ đúng lời hứa, lấy ngay Tuyết Liên Hoa 5.000 năm ra, tặng cho Đổng Văn Thắng, đồng thời cũng tặng cho Đổng Văn Thắng một số thuốc trị thương và bí kíp võ công. Đại trưởng lão đã nói thì phải giữ lấy lời, ông ta đưa cho Đổng Văn Thắng một cái dương bằng gỗ, trong dương có 100 viên đá năng lượng. Sau khi lấy những đồ này xong, thì Đổng Văn Thắng liền chào tạm biệt đại trưởng lão, ông ấy ôm lấy dương gỗ và Tuyết Liên, ngồi lên máy bay. Không lâu sau, ông ta đã an toàn tới Giang Bắc, tự mình lái chiếc xe Range Rover đậu ở sân bay đi trước, ông ta đi thẳng một mạch đến biệt thự ở ven sông, muốn nhanh chóng đưa Tuyết Liên và đá năng lượng cho ông chủ. Chính lúc ông ấy gọi điện thoại báo tin mừng cho Tô Thương, thì đột nhiên có một luồng chân khí ập đến, đánh vỡ tan tành tấm kính chắn ở trước xe. Đổng Văn Thắng xoay vô lăng sang một bên theo bản năng, đồng thời đạp phanh thật mạnh, kết quả dẫn đến việc lật xe. Kính xe bị vỡ tan tành, bắn hết vào mặt ông ấy, lại còn bị va đập mạnh, nên đầu của Đổng Văn Thắng chảy bê bết máu, gần như mất đi ý thức, và bị nhốt lại trong xe. Vèo! Lúc này, Đổng Văn Thắng ôm lấy đầu, thốt lên một tiếng kêu thảm thiết, sau đó ngọ ngoại như muốn rời khỏi ghế lái. Ha ha! Đột nhiên, có một bóng người xuất hiện bên cạnh xe hơi, cúi người xuống, luồn một tay vào trong xe, kéo Đổng Văn Thắng ra ngoài. Đổng Văn Thắng lắc lắc đầu, cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo của bản thân, rồi ngước đầu lên nhìn về phía người đã kéo mình ra. Người này là một bà lão, trên khuôn mặt có đầy nếp nhăn, khóe miệng có một cái nốt ruồi to, tuổi tác thì cũng không rõ lắm, nhưng chí ít cũng khoảng 80 tuổi trở lên. Bà lão chống gậy ba tong, người thì run rẩy, xem ra cũng rất yếu, như thể một trận gió cũng có thể thổi bay được bà ta vậy. Nhưng trên người bà ta, lại phát ra một loại sóng chân khí rất kinh khủng, nó có thể khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Đổng Văn Thắng ở trước mặt bà lão ấy, căn bản không thể phản kháng lại được, lại còn bị dọa cho sợ run cả người, không ngừng nuốt nước miếng. Lúc nãy chính là bà lão này, đã ra tay đánh vỡ cửa kính, rồi lại chắn cho Đổng Văn Thắng. Nhị trưởng lão. Dưới sự quan sát tỉ mỉ của mình, Đổng Văn Thắng đã nhận ra bà lão kia, sắc mặt bỗng biến sắc. Người này là nhị trưởng lão của Vô Ảnh Tông, Tần Hương Liên. Người luyện võ ở cảnh giới địa tông hậu kỳ. Không sai, chính là tôi. Nhị trưởng lão Tần Hương Liên chống gậy ba tong, lưng thì bị còng đứng sang một bên, khóe miệng bà ta để lộ ra một nụ cười giễu cợt. Ông chủ Đồng, sao cậu lại vội vàng rời khỏi Vô Ảnh Tông, mà không chào tạm biệt tôi đây một câu thế? Nhị trưởng lão. Đổng Văn Thắng sợ hãi, nuốt nước miếng, rồi nhận lỗi, là do tôi sơ ý, nhị trưởng lão khoan dung độ lượng. Mong bà đừng so đo tính toán với tôi ạ. Ha ha. Tần Hương Liên mỉm cười, rồi trầm giọng xuống nói, thôi được rồi, ông chủ Đồng, mấy lời nói bao biện này không cần phải nói nữa, đưa Tuyết Liên 5.000 năm ra đây. Đây. Đổng Văn Thắng gượng cười, nhị trưởng lão, lần này tôi đến Vô Ảnh Tông, thực sự là muốn dâng lên đầu của Tô Huyền Thiên, đồng thời muốn lấy được phần thưởng Tuyết Liên do tông chủ ban tặng. Nhưng lúc trước đại trưởng lão đã nói với tôi, ông ta muốn có được đóa Tuyết Liên này,
sao tôi dám từ chối được cơ chứ, nên phải đáp ứng theo yêu cầu của ông ta thôi. Đồng Văn Thắng nói ngập ngừng, đại trưởng lão bảo tôi đem Tuyết Liên về Giang Bắc trước, rồi để đến vài ngày sau, thì ông ta sẽ đến Giang Bắc lấy lại. Nhị trưởng lão, tôi không thể đưa Tuyết Liên cho bà được, nếu không sẽ không có cách nào ăn nói với đại trưởng lão. Đồng Văn Thắng liền chuyển ý sang đại trưởng lão, hy vọng lý do này sẽ chèn ép được nhị trưởng lão. Ha ha! Tần Hương Liên nhìn chằm chằm vào Đồng Văn Thắng, cười lạnh lùng, giao hẹn của cậu và đại trưởng lão, tôi đã đoán ra được từ lâu rồi, nếu không sao tôi lại ra mặt làm kinh sợ những người có ý định lấy Tuyết Liên kia. Nhưng, đám đệ tử và trưởng lão của Vô Ảnh Tông lại rất sợ ông ta, nhưng Tần Hương Liên tôi đây thì không sợ. Trong ánh mắt của Tần Liên Hương thấp thoáng ẩn hiện lên một lòng tham, lạnh lùng nói, đợi tôi ăn được Tuyết Liên, không quá 3 tháng, thì sẽ đặt chân đến Địa Tông đỉnh phong, đến lúc đó, vị trí trưởng lão nói không chứng sẽ phải đổi người rồi, ha ha. Đồng Văn Thắng nghe thấy vậy, vẻ mặt bỗng trở nên phức tạp, sắc mặt vô cùng khó coi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 12.